Hồ sơ cuộc chiến chống phun rô, nước mắt, máu và nụ cười. Lật lại hồ sơ đấu tranh với phun rô, chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học quý báu về xây dựng và bảo vệ vùng đất Tây Nguyên, về khối đại đoàn kết dân tộc và đấu tranh chống các luận điệu chia rẽ, kích động, gây rối. Phun rô, viết tắt từ Phongwindi, The Little Gas of Khmer, là phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm của các dân tộc thiểu số ở miền Nam Việt Nam từ năm 1958. Thế nhưng, nó đã lần lượt bị các thế lực chống phá Việt Nam lợi dụng và lèo lái. Sau 30 tháng 4 năm 1975, được sự hà hơi, tiếp sức của ngoại bang, Phun Rô đã ngóc dậy, trở thành một tổ chức chính trị vũ trang phản động, gây ra hàng loạt các cuộc khủng bố đẫm máu, đau thương cho các dân tộc ở Tây Nguyên. Trong cuộc đấu tranh giải quyết phỉ Phun Rô, Đảng, Nhà nước ta luôn chủ trương khoan dung với những người lầm lỗi trở về. Nhiều thủ lĩnh cao cấp của Phun Rô đã nhận ra chính nghĩa, lần lượt trở về với nhân dân, buôn làng của mình. Qua quá trình đấu tranh triệt phá tổ chức Phun Rô, lực lượng công an đã thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và nổi lên nhiều gương sáng anh hùng. Một, từ thủ lĩnh Phun Rô đến đại biểu quốc hội. Ông Naria Yaduk sinh năm 1940, dân tộc Cơ Ho, quê gốc Lâm Đồng. Nguyên đệ nhất phó thủ tướng kiêm đồng lý văn phòng Trung ương Phun Rô, đệ nhị phó chủ tịch phong trào đoàn kết các sắc tộc thiểu số cao nguyên Việt Nam, tư lệnh vùng 4, rồi tư lệnh sư đoàn bí đốc Phun Rô. Ông thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và nhiều thứ tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên. Sở dĩ chúng tôi nói nhiều với ông Yaduk như vậy bởi ông có ảnh hưởng rất lớn trong tổ chức Phun Rô và là nhân vật chính trong chuyên án của Công an Lâm Đồng với kế hoạch câu nhử cực kỳ táo bạo và trí tuệ. Sau khi kết thúc chuyên án này, từ là người bên kia chiến tuyến, năm 1983, ông Yaduk trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2007. Ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 12. Ông Yaduk cho biết, ông tham gia tổ chức Phun Rô từ năm 1965. Trước đó, ông tốt nghiệp Đại học Quốc gia Tài chính tại Sài Gòn. Với kết quả học tập xuất sắc, ông được điều về giữ luôn chức trưởng ty tài chính kinh tế Vũng Tàu, rồi tham gia phiên dịch trong các cuộc thương thuyết do ông Ibam Enuan, sinh năm 1923, mất năm 1975, dân tộc ED, sinh trưởng tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, người lập ra tổ chức Phun Rô với đại diện chính phủ Sài Gòn. Năm 1965, hội nghị các nước Đông Dương diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, ông Yaduk cũng được mời dự. Khi đó ông 25 tuổi. Ông Yaduk nhớ lại, Phun Rô ra đời với tên gọi tiếng Pháp là Phongwindi, The Little Gas of Khmer, viết tắt là Phun Rô, tức là mặt trận thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức. Nghe hấp dẫn quá, khiến tôi nghĩ đó là lý tưởng và bước theo. Đâu ngờ, đó chỉ là sự bịp bợm của các thế lực phản động. Tôi đã không nhận ra rằng thực dân đế quốc muốn dùng Phun Rô làm công cụ thực hiện mưu đồ xấu ở Tây Nguyên. Phun Rô tái xuất cùng tội ác. Cuộc tổng tiến công giải phóng miền Nam năm 1975 là một bất ngờ lớn, phá vỡ kế hoạch của Phun Rô và các thế lực chi phối, chỉ đạo, ủng hộ Phun Rô. Sau khi Tây Nguyên được giải phóng, Phun Rô cho thu nhặt vũ khí, quân trang, quân dụng của quân đội Sài Gòn bỏ lại và cơ cấu thành một tổ chức phản động có vũ trang do Cơ Pa Cới làm Phó Tổng Tư lệnh kiêm Phó Chủ tịch Phun Rô. Bên dưới có Bộ Tổng Tham mưu do Y Bác Ê Ban làm Tổng Tham mưu trưởng và bố trí lực lượng theo 4 vùng chiến thuật do họ đặt ra, tương ứng với các địa bàn chủ yếu như sau. Vùng 1 là miền Tây Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Vùng 2 là Gia Lai, Kon Tum. Vùng 3 là Đắk Lắk, Quảng Đức. Vùng 4 là khu vực Lâm Đồng, Phan Rang, Ninh Thuận. Trong đó thì vùng 4 hoạt động giáo diết hơn cả. Trong 2 năm 1975-1976, lợi dụng tình hình sau ngày giải phóng, Phun Rô nổi lên hoạt động mạnh ở nhiều nơi. Chúng xuất hiện ở nhiều buôn làng Tây Nguyên, giải truyền đơn, xuyên tạc chính sách dân tộc của Đảng, Chính phủ, kích động, lôi kéo quần chúng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động khủng bố, tấn công vào các đơn vị bộ đội, tổ công tác của ta ở một số thị trấn, thị xã, ám sát, phục kích, giết hại 213 người, làm bị thương 245 người khác, gồm cả cán bộ, bộ đội và dân thường, cướp một số súng đạn, hàng hóa, phục kích tập kích đường giao thông, đốt phá trụ sở nhà dân, nhằm mục đích vừa phá hoại vừa gây thanh thế,
Hoạt động của chúng diễn ra hết sức phức tạp, gây cho ta nhiều khó khăn trong xây dựng, củng cố chính quyền mới ở vùng đồng bào dân tộc. Hàng ngàn thanh niên dân tộc Chăm, Ede, Ragai, Cơ Ho bị Phun Rô lôi kéo, cưỡng bức vào rừng theo Phun Rô. Đầu năm 1976, phần lớn số Phun Rô bị bắt tập trung cải tạo tại Gia Lai được hưởng chế độ khoan hồng của Đảng, Nhà nước, trở về sum họp với gia đình. Thế nhưng, với bản chất phản động, một số tên cầm đầu lén lút móc nối hoạt động. Chúng vừa bí mật củng cố lại lực lượng cơ sở ngầm ở các buôn làng, vừa giáo diết tổ chức lực lượng vũ trang ngoài rừng. Tại Gia Lai, ngày 14 tháng 6 năm 1976, Toán Phun Rô do Y Toan Eban và Cơ Xóa Hít đi liên lạc với Trung ương Phun Rô từ Đắk Lắk trở về, đã móc nối với các tên Nay Phun, Nay Rông, Rơ Cơm Xít và 20 đối tượng khác đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Chư Sê để thành lập khung chỉ huy gọi là Quân đoàn 12 Phun Rô, với 12 tên do Nay Phun làm tư lệnh. Rơ Cơm Xít được giao làm tỉnh trưởng Pleiku. Ngay sau khi hình thành tổ chức ở Gia Lai, Phun Rô đã tiến hành nhiều hoạt động khủng bố để gây thanh thế, khống chế quần chúng với những hành động điên cuồng, tàn ác. Từ tháng 8 năm 1976 đến tháng 2 năm 1977, chúng gây ra 5 vụ tập kích trên đường quốc lộ 19 và 25, mai phục chặn đường và giết hại 106 người. Tập kích 4 vụ vào một số lâm nông trường và các xã, bắt đi 29 người và lôi kéo khống chế hàng trăm thanh niên đi ra rừng để theo Phun Rô. Thượng tá Ra Lan Lâm, dân tộc Gia Rai, phó giám đốc phụ trách an ninh công an tỉnh Gia Lai kể lại. Đầu năm 1976, khi đó, anh là một cậu bé 9 tuổi, nhưng đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ tội ác của Phun Rô. Chúng đã kéo quân vào buôn làng Ki Phun, xã Nhân Hòa, huyện Chư Prong của anh, bắn giết hàng chục đồng bào, gồm cả người dân tộc thiểu số và người Kinh. Một buổi sáng, chúng bắn hai quả M79 vào nhà anh. Nhưng khi đó cả nhà đều đang ở trung tâm xã cùng hàng trăm gia đình khác để vui mừng cách mạng toàn thắng và góp sức thu nhặt từng viên gạch, mái ngói để xây dựng lại các trụ sở, nhà dân bị tàn phá, nên may mắn không ai bị thiệt mạng. Song căn nhà của anh thì bị thiêu rụi. 12 tuổi, anh đã chứng kiến hàng chục thanh thiếu niên của làng mình bị bắt đi Phun Rô. Ai phản ứng hoặc chống cự lại đều bị giết rất thê thảm. Bản thân anh cũng bao phen đi lánh nạn để không bị ép vào một tổ chức phức tạp. Cũng chính từ lòng căm thù giặc và tình yêu buôn làng, năm 1979, anh đã tự nguyện viết đơn xin tham gia vào lực lượng công an để đi chống Phun Rô, bảo vệ bình yên cho buôn làng, cho quê hương của mình. Tại Lâm Đồng, Tuyên Đức bao gồm thành phố Bảo Lộc và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm, Di Linh của Lâm Đồng ngày nay. Ngay từ đầu năm 1975, nổi lên đối tượng Phun Rô Nikolai, tên thật là Hà Nhang, con của mục sư Ha Prong, chủ nhiệm Nam Thượng Hạt, bao gồm các tỉnh Sông Bé, Lâm Đồng và thị xã Bảo Lộc, nổi tiếng là có uy tín và ảnh hưởng trong lực lượng Phun Rô. Theo chiến thuật của Phun Rô, vùng 4, quân khu 4, bao gồm các tỉnh Nam Thượng Hạt sẽ là vùng chiến thuật quan trọng nhất của Phun Rô. Nikolai từng là lính chế độ cũ, tự xưng là tư lệnh vùng 4 và bộc lộ hành động gây bạo loạn, khủng bố nhằm phô trương thanh thế. Dưới sự chỉ đạo của tên Nikolai, bọn Phun Rô tập kích vào các cơ quan đảng, chính quyền, lôi kéo đồng bào dân tộc ra rừng đi theo chúng. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, sau đúng 5 ngày quân ta giải phóng Đà Lạt, bọn Phun Rô đã phục kích đội công tác của ta do đồng chí Cabrèo, thường gọi là Bạp Trai, dân tộc Cơ Ho, thường vụ huyện ủy Đức Trọng làm đội trưởng, đồng chí Hà Ban, một thành viên của đội đã anh dũng hy sinh. Cùng tại đó, tại Lâm Đồng, bọn Trung ương Phun Rô thay đổi một số tên tỉnh trưởng Phun Rô cũ, đưa bọn cốt cán hung hăng thay thế, cải tổ bộ máy chỉ huy ở vùng 4 để chuẩn bị cho âm mưu chiến lược lâu dài và lập vùng 5 Duyên Hải. Năm 1976, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng mới thành lập, tiến hành bầu cử hội đồng nhân dân cấp xã. Nửa đêm, Phun Rô đột kích cướp thùng phiếu rồi bắn súng M16, M79 vào trường tiểu học vừa xây dựng xong. Sau đó bắt cóc rồi sát hại một cán bộ xã. Cũng tại địa bàn này, những năm đầu sau giải phóng đã xảy ra nhiều trận đánh dữ dội. Lực lượng vũ trang địa phương đã tiêu diệt và bắt giữ nhiều tên Phun Rô cốt cán. Tại tỉnh Đắk Lắk, đêm 23 tháng 7 năm 1976, khoảng 50 tên Phun Rô bất ngờ tập kích vào đơn vị bộ đội thông tin tại Buôn Gram, huyện Krông Búc, làm 3 đồng chí hy sinh, 6 đồng chí bị thương. Ngày 16 tháng 1 năm 1977, tại Buôn Cua Đăng, Krông Búc, bọn Phun Rô tập kích giết đồng chí Ma Đôi, bí thư chi bộ xã, bắn bị thương đồng chí chủ tịch xã, lấy đi 23 súng và lôi kéo 17 du kích người dân tộc vào rừng.
Ngày 9 tháng 2 năm 1977, một toán Fulro ngoài rừng kết hợp với số hoạt động bí mật trong các buôn Pua Tara, buôn Ma Thuột, chặn bắt 26 người dân ở xã Hòa Đông, 5 người chống cự bị chúng xả súng và dùng dao giết chết. Còn lại 21 người chúng đưa ra rừng rồi dùng súng bắn chết cùng một lúc. Đây là vụ thảm sát lớn nhất, kinh hoàng nhất mà Fulro gây ra từ trước tới nay. Vụ này đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị ở vùng Tây Nguyên. Trước bối cảnh đó, ta đã mở hàng loạt chiến dịch hành quân quy mô truy quét, đánh vào xào huyệt của Fulro tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Tuyên Đức. Khu ủy khu 6 thành lập ban chỉ đạo truy quét Fulro do thường vụ khu ủy phụ trách, bên dưới là ban chỉ đạo cấp tỉnh. Lực lượng vũ trang được sử dụng để tấn công truy quét Fulro lúc này là Sư đoàn 10 thuộc Bộ Quốc phòng, Trung đoàn 812 của khu 6 và lực lượng quân đội, công an các địa phương. Kết quả, từ năm 1975 đến 1977, ta đã bắt, gọi về đầu hàng 152 trường hợp, 2.539 trường hợp khác về đầu thú trình diện, trong đó có 839 tên có chức vụ, thu giữ 251 khẩu súng các loại, 17 lựu đạn, 1 máy đánh chữ. Nhiều lãnh đạo Fulro cao cấp như là Y Chon Mulo, Jun Su, Y Bleung, Hơ Mốc, Y Nguê, Y Dijang Nye, Nay Guk đã lần lượt bị bắt và bị đưa vào trại cải tạo tại Buôn Ma Thuột. Hơn 2.000 tàn quân Fulro Dega chạy sang Campuchia và được Khmer Đỏ tiếp nhận, sau đó quay lại tiếp tục hoạt động chống phá và khủng bố. Tháng 5 năm 1976, một số tên cầm đầu Fulro Dega bị giam gồm Y Rao Nê, Nay Guk, Nay Phun, Nay Rong, Y Bleung Hơ Mốc, Y Nguê cùng nhiều người khác đã tổ chức vượt ngục và ám sát ba lãnh đạo Fulro Dega cũ gồm Kpa Cới, Y Bách Eban, Y Dê Buôn Đáp để giành quyền lãnh đạo. Y Giao Nê, nguyên là Trung tá quân đội Sài Gòn cũ, tên thường gọi là Đam Pơ Quay, đứng ra thành lập nội các mới, tự xưng là Thiếu tướng, Thủ tướng Fulro và đưa Naria Yaduk làm Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Tư lệnh Vùng 4. Dưới ban bệ này có các bộ trưởng. Nội bộ Fulro bộc lộ những mâu thuẫn, thù hằn và sát hại lẫn nhau. Một số đàn chí bỏ về làng làm nương rẫy, một số buông súng ra đầu hàng. 2. Những trận đánh khởi đầu. Giữa năm 1976, vừa trở thành Thủ tướng Fulro tự phong, Y Rao Nye bắt liên lạc và cấu kết với Huỳnh Ngọc Sáng, thủ lĩnh Fulro Chăm, lập nhiều căn cứ trải dài từ Phan Rang, Thuận Hải đến các huyện Đơn Dương, Đèo Sông Pha, thị trấn Tùng Nghĩa, Đức Trọng, tổ chức các cuộc đột kích, đốt phá nhiều trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, huyện, bắn phá các doanh trại bộ đội, phục kích và ám sát nhiều cán bộ của ta, chặn xét, cướp bóc tài sản của khách đi xe đò, bắn giết nhiều người dân vô tội. Khủng bố bằng bản án trên xác nạn nhân. Trước việc sử dụng vũ trang âm mưu chống phá hòa bình, chống phá cách mạng của Fulro, tại các tỉnh Tây Nguyên, hàng chục chuyên án chống Fulro của ta được triển khai. Tuy nhiên, do Fulro chỉ tập trung trong rừng sâu, chủ trương tấn công ta bằng vũ trang bạo động, trong khi ta lại áp dụng quyết sách quá mềm dẻo, chủ yếu vận động quân chúng kêu gọi Fulro về hàng, hạn chế việc đáp trả nên phía ta thương vong rất lớn. Đổi lại, cũng nhờ công tác vận động quân chúng chú trọng thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số như là định canh, định cư, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, ta dần dần xây dựng được nhiều mạng lưới cơ sở tốt, chuẩn bị cho cuộc phản công với phương châm giải quyết Fulro, người về, vũ khí về, tư tưởng về. Đầu năm 1977, Fulro vẫn tiếp tục tuyên truyền, kích động, gây chia rẽ hận thù và hoạt động vũ trang đe dọa cán bộ và quần chúng ở khắp buôn làng hẻo lánh của Tây Nguyên. Tháng 7 năm 1977, Y Dì Giao Nê trở lại vùng 4 tổ chức một cuộc họp, tuyên bố thành phần nội các mới, bổ nhiệm Pô Niếc làm tư lệnh trưởng vùng 4, thay cho Y A Đúc điều chuyển làm đồng lý văn phòng phủ thủ tướng. Lúc này thì Fulro Dega vẫn duy trì củng cố hệ thống tổ chức bao gồm cả hệ thống hành chính và quân sự, từ trung ương cho đến các tỉnh, quận, xã. Chúng bố trí lực lượng và hoạt động cả trong buôn và ngoài rừng. Các cơ quan chỉ huy từ tỉnh đến vùng chiến thuật và bộ phận của trung ương Fulro đóng ở vùng rừng núi sâu hơn. Chúng vẫn tiếp tục tìm kiếm sự hậu thuẫn, cầu kết với các thế lực phản động trong và ngoài nước, chủ trương quan hệ với bất cứ quốc gia nào, không kể thể chế chính trị, miễn là ủng hộ, giúp đỡ Fulro. Y Giao Nê đã chuẩn bị một số công hàm kêu gọi các nước giúp đỡ viện trợ cho Fulro. Trong 2 năm 1977-1978,
Trên địa bàn toàn Tây Nguyên, phun rô đã gây ra hàng trăm vụ tập kích, phục kích, làm chết 376 người, làm bị thương 318 người, phá hủy, đốt phá nhiều xe cộ, kho hàng, trụ sở. Ngoài địa bàn Tây Nguyên, phun rô còn mở rộng hoạt động ra các địa bàn, vùng núi phụ cận thuộc tỉnh Phú Khánh cũ, tức là gồm Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Ranh, Đồng Nai, Tân Phú, Xuân Lộc, Thống Nhất, sông Bé gồm Phước Long, Bình Phước. Tại Lâm Đồng, đầu năm 1977, bọn phun rô tăng cường hoạt động tại các thôn ấp. Chúng bắt cóc, ám sát cán bộ, du kích nổi lên tại các huyện Đức Trọng, Di Linh và thành phố Đà Lạt. Ngày 27 tháng 1 năm 1977, chúng bắt cóc rồi thủ tiêu anh Cờ Trang, một người dân thường, trú tại xã Liên Đầm, Di Linh. Sau đó, vứt xác anh ngay bên vệ đường quốc lộ 20 và đặt cạnh anh một bản án viết rằng Cờ Trang không chịu vào rừng theo tổ chức phun rô nên đáng bị xử tử. Cắt máu ăn thề đánh phun rô. Trước diễn biến phức tạp của bọn phản động phun rô, đầu năm 1977, Ban Bí thư Trung ương đã ra chỉ thị 04 CT Trung ương về đẩy mạnh việc giải quyết vấn đề phun rô. Với chỉ thị này, công tác đấu tranh giải quyết phun rô đã chuyển sang một giai đoạn mới với nhận thức đúng và phương pháp, biện pháp có hiệu quả. Đây là giai đoạn thực sự nóng và căng thẳng. Qua các đợt phát động quần chúng nhân dân trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, thấy rõ phải đánh bại các âm mưu và hoạt động của bọn phản cách mạng, mà phun rô chính là một thứ công cụ của chúng. Có như thế mới bảo vệ được cuộc sống, bảo vệ được thành quả, cách mạng chính quyền và các vùng dân tộc. Ở nhiều nơi, đồng bào dân tộc thiểu số đã tự nguyện nhận kết nghĩa, phối hợp với bộ đội, công an và các ban ngành đoàn thể, cùng với quyết tâm chống lại tội ác phun rô. Nhiều nơi quần chúng đã cắt máu ăn thề, không theo, không tiếp tế, không nghe lời phun rô. Phát hiện phun rô là báo ngay cho cán bộ biết. Điển hình là một người dân ở xã Ea Rơ Đông, huyện Krông Búc phát hiện ra chỗ trú ẩn của phun rô, báo cho ta bắt gọn 50 tên tại huyện Lắc thuộc Đắk Lắk. Quần chúng báo cho ta bắt 38 tên, trong đó có cả ban chỉ huy tiểu đoàn, thu hồi 42 súng các loại, 6 máy thông tin. Tại Lâm Đồng, dưới sự chỉ đạo và tăng cường quân số của Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, lực lượng an ninh của Công an Lâm Đồng, Công an các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, Bảo Lộc đã lập ra nhiều chuyên án đánh phun rô. Dưới sự chỉ huy của ban chuyên án bao gồm Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và lực lượng quân đội, ta đã đánh 36 trận, thu 104 khẩu súng các loại, 51 lựu đạn, 587 kg lương thực và nhiều tài liệu quan trọng, làm tan rã hai tiểu đoàn, tiêu diệt tên thiếu úy trưởng hai tiểu đoàn, phá 6 tiểu đoàn chủ bị, 14 tổ chức chính quyền phun rô cấp xã, phá 2 tổ chức phun rô cấu kết với bọn phản động là Mặt trận Tự quyết ở Tùng Nghĩa, Đức Trọng, xóa sổ nhiều căn cứ của phun rô, bắt sống, gọi hàng 46 đối tượng, trong đó có những phun rô cộng cán như Ha Prong, chủ nhiệm Nam Thượng Hạt, Trang Hy Cờ Năm, nguyên đại úy chế độ cũ, vừa được Trung ương phun rô phong hàm chuẩn tướng, phụ trách vùng Đầm Ròn, Tu Rum Chát, nguyên đại tá ngụy, đại tá tham mưu trưởng phun rô, Ha Yuni, trung tá, ủy viên công cán, kiêm trưởng ban an ninh tình báo Trung ương phun rô. Tuy nhiên, đồng chí Vũ Linh, khi đó là lãnh đạo phòng bảo vệ chính trị an ninh Công an Lâm Đồng, đã quyết định giữ mạng sống và đối xử nhân ái với nhóm chóp bu này. Tại biệt thự Đời Tân, hiện là nhà khách Công an tỉnh Lâm Đồng, Ha Yuni được phép đón vợ đến ở cùng trong khoảng thời gian 3 tháng và sinh thêm một cậu con trai. Lần lượt Cơ Năm, Tu Rum Chát, Ha Prong đã nhận thức được con đường mình đi là lầm lỗi nên hợp tác với cách mạng. Ha Prong sau đó già yếu, qua đời tại Đa Me, được thòn hạ Đức Trọng. Cờ Năm vốn có mâu thuẫn với Nikolai sau bị nhóm phun rô chiến hữu của Nikolai dụ ra rừng sát hại. Hai tên cộng cán khác như Hà 6A, đại tá cố vấn vùng 4 và thiếu tá Lương Hắc Long, ủy viên công cán của phun rô vùng 4, ngoan cố dùng súng chống trả quyết liệt, đã bị ta tiêu diệt. Ngày 8 tháng 9 năm 1978, bằng công tác trinh sát, ta xác định được căn cứ gan thi của phun rô bao gồm 50 tên do đại úy Cơ Măng, tức là Manali, chỉ huy với chừng 15 khẩu súng các loại, di chuyển từ khu vực chân núi Gan Thi, huyện Lâm Hà, về khu vực làng Bờ Liêng, Đức Trọng, với âm mưu mở một đợt giết cán bộ, bộ đội, công an, du kích trên đường đi công tác, để ngày 13 tháng 9 năm 1978 sẽ đón một phái đoàn từ Trung ương phun rô về. Được tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an huyện Đức Trọng chia làm 3 mũi tấn công,
đánh sập căn cứ của chúng, tiêu diệt tên đại úy Cờ Măng cùng 6 tên khác. Số còn lại bị bắt sống, thu 150 kg lương thực, toàn bộ vũ khí và tài liệu. Trước tình hình hoạt động ngày càng táo bạo của Phun Rô, đặc biệt là hoạt động vũ trang gây tội ác và ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Bộ Nội vụ chỉ đạo các ty mà bây giờ là Sở, Công an Tây Nguyên giải quyết cơ bản vấn đề Phun Rô tại Đắk Lắk. Tháng 2 năm 1977, lực lượng công an xác lập 10 chuyên án đấu tranh với Phun Rô, phối hợp với Cục Cảnh sát Bảo vệ, quân đội du kích đánh 125 trận, tác động lôi kéo về hàng 776 đối tượng, giáo dục 11.945 người là cơ sở tiếp tế cho Phun Rô ngoài rừng, thu 639 súng các loại, bị ta truy quét mạnh cuối năm 1977. 1.400 thành viên Phun Rô đã rời bỏ hàng ngũ. Phun Rô lâm vào thế bị động, giảm hẳn hoạt động vũ trang và các cuộc tập kích lớn trên đất Đắk Lắk. Tấm gương anh dũng chiến đấu hy sinh của đồng chí Y Thuyên Cơ Sơ. Trong quá trình giải quyết Phun Rô, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, mưu trí dũng cảm chiến đấu lập công xuất sắc. Có đồng chí đã anh dũng hy sinh. Tiêu biểu là gương chiến đấu hy sinh anh dũng của đồng chí Y Thuyên Cơ Sơ, trưởng phòng bảo vệ ty công an Đắk Lắk. Để tăng cường lực lượng đấu tranh với bọn phản động Phun Rô, bảo vệ chính quyền cơ sở, tháng 2 năm 1977, đồng chí Y Thuyên Cơ Sơ được cấp trên điều xuống địa bàn. Ở huyện Krông Pắc nắm tình hình, xây dựng cơ sở, phát động quần chúng đấu tranh chống Phun Rô. Chiều 22 tháng 2 năm 1977, nhận được tin Phun Rô sẽ về hàng tại buôn Yamata, đồng chí Y Thuyên Cơ Sơ cùng đồng đội đến ngay địa bàn để nắm tình hình. Đêm hôm đó, 50 tên Phun Rô bất ngờ đột nhập vào buôn để tập kích. Đồng chí Ma Nghi, cán bộ huyện hy sinh, đồng chí Y Nang và cụ Mayan bị chúng bắn trọng thương. Mặc dù lực lượng quá chênh lệch, nhưng đồng chí Y Thuyên Cơ Sơ vẫn bám trụ chiến đấu bảo vệ cán bộ, bảo vệ nhân dân. Trong tình huống đối mặt với kẻ thù, đồng chí Y Thuyên đã bị chúng bắn trọng thương. Anh tiếp tục gượng dậy chiến đấu, tiêu diệt 4 tên Phun Rô thì ngã xuống. Trong 16 năm công tác và chiến đấu, đồng chí Y Thuyên Cơ Sơ đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương và được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 3. Ảo vọng điên cuồng. Lúc này thì bọn cầm đầu Phun Rô liên lạc được với sư đoàn 920 của Pol Pot đóng tại tỉnh Mondulkiri, Campuchia. Được sự giúp đỡ trực tiếp của Pol Pot, Phun Rô đã đưa gần 200 tên, chủ yếu là số cầm đầu chỉ huy, sang lập căn cứ tại biên giới Campuchia để huấn luyện, nhận vũ khí và thiết lập hành lang Tây Nguyên, Campuchia. Từ năm 1979, được sự hậu thuẫn của các thế lực phản động, khoảng 1.500 quân Phun Rô về lại Việt Nam hoạt động, lập thành các toán du kích, đột nhập các trung tâm thành phố, thị xã và các tỉnh Tây Nguyên, Pleiku, Kon Tum, Đà Lạt, Đắk Lắk, Lâm Đồng, để khủng bố, ám sát cán bộ rồi rút sang bên kia biên giới. Mặt khác thì chúng tiếp tục các hoạt động du kích, phá hoại, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số nổi dậy và bắt theo nhiều thanh niên từ 15 tuổi trở lên vào rừng. Phun Rô tuyên bố sẽ trả thù dã man những ai phản bội hàng ngũ, quay trở về buôn làng hoặc tố giác chúng. Tuy nhiên, vẫn có những người con của buôn làng tỏ ra rất dũng cảm, không ngán ngại bọn chúng. Nữ già làng duy nhất ở Tây Nguyên và cũng là bộ đội nghỉ hưu, Cơ Sơ Hờ Lâm, sinh năm 1945, làng Caprong, xã Yama, huyện Chư Prong, Gia Lai kể lại. Khoảng tháng 3 năm 1979, một lần, một mình bà đi từ xã Nhơn Hòa qua xã Yali để vào rừng vận động số Phun Rô, từng là người làng cũ với bà đang lẩn trốn. Kêu gọi họ trở về với gia đình, buôn làng thì bị chúng đe dọa. Già vẫn không sợ và kiên trì giải thích, thuyết phục chúng quay trở về. Không những không nghe, bọn chúng còn lấy súng uy hiếp dọa bắn, nhưng già không sợ mà vẫn bình thản nói. Có giết một mình tôi thì vẫn còn cả buôn làng và rất nhiều người Tây Nguyên vẫn đi theo cách mạng, vẫn theo Đảng, Bác Hồ và đang được sống thoải mái, ấm no hơn những người theo Phun Rô phải sống chui lùi trong rừng, quay lưng với đồng bào. Về với buôn làng mình đi. Bọn Phun Rô lắc đầu rồi bỏ đi. Cơ Sơ Hờ Lâm khi đó là một phụ nữ 36 tuổi, cảm thấy cay cay nơi khóe mắt của mình khi nghĩ về những đồng bào của mình bị dụ dỗ, ép buộc ở bên kia chiến tuyến. Đại tá Y Thoan Hờ Móc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời điểm này, song song với công tác truy quét Phun Rô ngoài rừng, lực lượng công an gồm các ban ngành ở các tỉnh Tây Nguyên đã huy động trên 1.000 cán bộ triển khai xuống các địa bàn trọng điểm, bám dân, phát động quần chúng,
vận động chính trị, tổ chức các lớp học tập tài liệu chống phun rô và lắng nghe phát biểu, đóng góp ý kiến từ quần chúng về vấn đề phun rô. Có trên 2.800 lượt người tham dự, hàng trăm người đã liên hệ cán bộ để vạch mặt tội ác của phun rô trước quần chúng, kêu gọi chồng con, người thân đang theo phun rô trở về làm ăn lương thiện. Hàng ngàn người tự nhận đã tiếp tế cho phun rô nay muốn lập công chuộc tội. Trong 2 năm 1978-1979, thêm gần 3.000 phun rô quay về hàng để sống yên ổn với gia đình. Số phun rô còn lại ở rừng, hầu hết là ngoan cố hoặc bị ép buộc. Chúng điên cuồng chống phá ta dữ dội. Tội ác tàn bạo. Đầu năm 1979, tại huyện biên giới Ia Súp, Đắk Lắk, liên tiếp xảy ra các vụ chặn đánh xe trên đường giao thông, làm 7 cán bộ của ta bị chết, 7 người khác bị thương. Mặc dù không bắt quả tang được những kẻ gây án, nhưng bằng nghiệp vụ, ta xác định và bắt giữ 3 đối tượng liên quan vào ngày 14 tháng 3 năm 1979. Qua khai thác chúng và từ các tài liệu trinh sát, ta bóc gỡ được có một tổ chức cơ sở ngầm phun rô, bao gồm một tiểu đoàn 85 tên, được phân thành 3 đại đội, đóng tại 3 buôn trong huyện do Ít Trơn làm tiểu đoàn trưởng. Bọn chúng đã cưỡng ép được một cán bộ lãnh đạo của lực lượng vũ trang ta làm cơ sở cho chúng và dự định kéo nhau ra rừng hoạt động, chống phá ta lâu dài. Những âm mưu của chúng đã kịp thời bị ta phát hiện và phá giã. Ngày 31 tháng 3 năm 1979, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ phòng cảnh sát bảo vệ được giao bảo vệ đoàn cán bộ tỉnh ủy và trung ương về làm việc tại huyện Ia Súp. Trên đường đi, cách trung tâm huyện 6 km thì bị 8 tên phun rô phục kích, đánh hỏng trần và kính chắn gió của xe. Bất chấp sự nguy hiểm đang đe dọa tính mạng, đồng chí Tùng nhoài người ra cửa xe dùng súng bắn trả quyết liệt bọn phản động, khiến bọn phun rô cuống cuồng tháo chạy bảo vệ an toàn đoàn cán bộ, nhưng đồng chí đã bị trúng đạn và anh dũng hy sinh. Trong giai đoạn này, bọn phun rô vẫn điên cuồng chống phá, giết hại nhiều người dân vô tội. Từ năm 1978 đến 1989, phun rô ở Gia Lai đã gây nên 215 vụ phục kích, tập kích với những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Chúng đã bắn giết dã man 198 người, làm bị thương 169 người khác, đốt 38 nhà dân, 8 trụ sở xã, phá hỏng 6 ô tô, kéo ra rừng 842 người. Ngoài ra thì chúng còn tổ chức hàng chục vụ đặt mìn, phá hủy cầu cống trên các tuyến giao thông. Điển hình là các vụ đêm 26 tháng 3 năm 1979, một toán phun rô tập kích vào 3 xã là Amaron, Iapia, Chigathai, huyện Yagunpa, giết chết 9 người, bắn bị thương 12 người, đốt phá 3 nhà kho chứa 15 tấn lúa, 8 giờ sáng ngày 11 tháng 6 năm 1980. Phun rô phục kích trên đường vào Đắk Đoa, huyện Mang Giang, bắn cháy một xe ô tô làm chết 16 người. Ngày 28 tháng 7 năm 1980, chúng tập kích vào một số gia đình xã An Phú, Pleiku, bắn chết 3 người dân vô tội. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ án xảy ra ngày 25 tháng 5 năm 1980, khi có 4 thiếu niên người Kinh ở xã Hân Eng, huyện Mang Giang rủ nhau vào rừng hái xoài, đã bị phun rô bắt và giết hại dã man. Sau đó, có 10 người là thân nhân của các em đi tìm đã gặp toán phun rô trên, 6 người chạy thoát. Còn 4 người đã bị chúng bắt và giết hại, cũng bằng hình thức phân thây như chúng đã làm với các em nhỏ. Lâm Đồng được phun rô nhập vào vùng 4, quân khu 4, cùng các tỉnh Tuyên Đức, Phan Rang, Ninh Thuận, Runka, huyện Long Khánh, Đồng Nai ngày nay. Dưới quân khu 4, chúng chia thành 3 tỉnh, 9 quận và 46 yếu khu. Từ cấp vùng đến cấp xã đều có hệ thống quân sự và hành chính. Bọn chỉ huy hành chính đồng thời kiêm luôn chỉ huy về quân sự, chẳng hạn tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng, quận trưởng kiêm chi khu trưởng. Đây được xem là vùng mạnh nhất, quan trọng nhất của tổ chức phun rô. Từ quân khu 4, chúng sẽ phát triển phun rô quân khu 5 xuống vùng Duyên Hải. Để chỉ đạo hai quân khu này, chúng có một bộ phận trung ương phun rô đứng chân tại Lâm Đồng. Theo tài liệu mà ta có được, thì lực lượng vũ trang trong rừng của phun rô vùng 4 lúc này khoảng trên 3.000 tên, trong đó số chỉ huy đầu sò khoảng 50 tên. Ngoài số ở rừng, chúng còn một hệ thống phun rô nằm vùng với lực lượng khá đông trong hầu hết các buôn, ấp, vùng dân tộc và các cơ sở chính trị xã hội khác. Cuối năm 1979, lúc này phun rô ở vào thế, được ăn cả ngã về không, nên chúng điên cuồng vùng vẫy bằng các hoạt động chống phá ta quyết liệt. Chúng kêu gọi và buộc các thanh niên, trong đó có cả người Kinh, vào rừng để củng cố lực lượng, hòng gây tiếng vang với ngoại quốc để mong tìm kiếm sự hậu thuẫn. Đối với nhiều người dân sinh sống tại địa bàn các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, xã Tà Nung,
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, hai tiếng phun rô lúc đó đồng nghĩa với tội ác khủng khiếp. Sợ bộ đội du kích của ta, ban ngày bọn phun rô chui sâu vào trong rừng hoạt động. Nhưng mà địa bàn nào vắng công an bộ đội là phun rô xuất hiện, dùng súng tấn công, uy hiếp, cướp lương thực, tài sản của người dân. Ai chống cự, chúng giết hại dã man. Điển hình là vào một đêm tháng 4 năm 1979, trong chuyến đi kiểm tra thực tế tại huyện Đức Trọng vào 2 giờ 15, đồng chí Vũ Linh, phó giám đốc công an Lâm Đồng vừa ngả mình, thiếp đi trong giây lát, thì nhận được tin báo một cửa hàng hợp tác xã mua bán thuộc xã Phi Tô bị phun rô tập kích. Hậu quả, hai vợ chồng người bán hàng là anh Y Súc cùng đứa con nhỏ 4 tuổi của họ bị giết rất dã man. Toàn bộ tài sản gồm gạo, muối, bắp, mì độ hơn 2 tạ, cùng số vải các loại khoảng hơn 1.000 mét, mấy con gà cũng bị cướp sạch. Bọn phun rô khi rút đi còn để lại mấy tờ truyền đơn bên xác các nạn nhân. Đại loại vừa tuyên truyền, vừa khiêu khích ta, vừa đe dọa người đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là với số phun rô đã về đầu thú. Vụ án khiến già làng xã Phi Tô, lực lượng công an, bí thư, chủ tịch xã, cùng gần cả 100 người dân phẫn nộ, căm giận trước tội ác quá dã man của bọn phun rô khi chứng kiến cái chết thương tâm của gia đình Y Súc. Có mặt tại hiện trường, cán bộ công an, trong đó có thượng tá Vũ Linh, nặng trĩu những suy nghĩ. Chính sự ngoan cố chống phá cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của lực lượng phun rô đã đẩy hàng vạn gia đình, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vào cảnh ly tán, chết chóc, đau thương kéo dài suốt nhiều năm tháng. Chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Bộ Nội vụ là phải giải quyết dứt điểm số cầm đầu phun rô, làm tan rã hoạt động của chúng. Các lực lượng công an, quân đội thuộc các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tổ chức nhiều chuyên án lớn truy quét những tên đầu não của phun rô. Trong đó, đáng kể nhất là chuyên án của lực lượng an ninh Lâm Đồng với kế hoạch câu nhử cực kỳ táo bạo. Hồ sơ cuộc chiến chống phun rô 4. Chuyên án nổi tiếng F101 đã được hình thành như thế nào? Một hội nghị tại Nha Trang chuyên đề giải quyết vấn đề phun rô do đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chủ trì. Hội nghị có các đại diện của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân khu 7, Khu ủy khu 6 và Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Phú Khánh, Thuận Hải, Đồng Nai, Sông Bé. Sau 3 ngày làm việc, hội nghị bế mạc lúc 15 giờ ngày 17 tháng 6 năm 1980. Đồng chí Đỗ Quang Thắng, Năm Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Phó Giám đốc Công an tỉnh Vũ Linh, bí danh Từ Vũ, vội vã trở về Đà Lạt ngay. 8 giờ tối, cả hai về đến thành phố Đà Lạt. Câu chuyện trao đổi trên xe còn dang dở. Đồng chí Năm Thắng mời Thượng tá Vũ Linh đến cơ quan của mình. Đà Lạt đang là mùa khô, ban ngày trời hanh nắng, nhưng đêm xuống thì cả thành phố chìm trong lớp sương mù bao phủ khiến Đà Lạt đẹp, lạnh và thơ mộng. Bên ly trà nóng bốc khói trong phòng làm việc của Bí thư Năm Thắng, Thượng tá Vũ Linh trầm ngâm, ghi nhớ từng lời người đứng đầu địa phương dặn dò. Anh biết đấy, Bộ Chỉ huy Trung ương Phun Rô đang nằm ngay trong lãnh địa của chúng ta, đòi hỏi chúng ta trách nhiệm nặng nề, cao hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đã làm. Những lời tổng kết, những chỉ thị của anh Bảy Cường, tức đồng chí Phạm Hùng, đã và đang vạch ra cho Lâm Đồng phải tính toán như thế nào để hạ màn cái trung ương ấy của chúng. Tiễn Thượng tá Từ Vũ ra xe, dưới ánh điện trong sân của căn nhà công vụ, Bí thư Năm Thắng bỗng chạm phải đôi mắt sâu hút, cương nghị và đầy quyết đoán của người thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra đang đứng trước mặt ông, vốn được ông yêu mến, tin tưởng hết mực. Lắc mạnh bàn tay trong cái bắt tay cứng cỏi, gửi gắm nhiều điều của đồng chí Bí thư, Thượng tá Vũ Linh nhấn mạnh từng lời. Tỉnh ủy hãy tin tôi. Đây là trách nhiệm của công an trước tình hình an ninh xã hội trên địa bàn. Bên cạnh tôi còn có Nguyễn Văn Độ và các đồng chí lãnh đạo cục, KD4, Bộ Nội vụ, cùng nhiều trinh sát giỏi nên tôi tin mình sẽ làm được. Trước sự quyết tâm của đồng chí Từ Vũ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy rất tin tưởng. Bên cạnh đó, Thượng úy trẻ Nguyễn Văn Độ, Phó phòng bảo vệ chính trị vẫn luôn được Thượng tá Vũ Linh nhắc đến với một thái độ tin cẩn, bởi hành động luôn dám nghĩ, dám làm của Độ. Thượng tá Vũ Linh đã lên xe trở về nhà công vụ, cũng là nơi ăn chốn ở của gia đình ông, ngay gần sở công an. Đà Lạt về đêm bình yên quá, bất giác trong đầu ông lóe lên ý nghĩ
phải trao đổi ngay với Độ. Lúc này đã là 23:45, Thượng úy Độ cũng đang ngồi ghi chép lại cẩn thận từng chữ trong những bức thư tay mà các cơ sở quần chúng tốt trải qua nhiều cửa ải cung cấp được tới anh, những thông tin về hoạt động của Trung ương Phun Rô. Những mảnh giấy nhám đen, nhàu nát, vừa có nét vẽ, vừa có chữ viết cả bằng tiếng Kinh và tiếng Cơ Ho, rồi cả bằng ký hiệu, nhìn rối bời. Hoa cả mắt kia lại chứa đựng đầy những thông tin quý giá. Vì thế, anh phải thật kỹ lưỡng. Có thông tin này, anh đã muốn báo ngay với thủ trưởng của mình. Và vì sự tuyệt đối bí mật, nên anh đang rất mong cho trời mau sáng để sớm ngày mai anh trực tiếp đến báo cáo. Không ngờ, thủ trưởng cũng đang có việc cần gặp anh. Nhận cú điện thoại mà anh tưởng rằng như là có thần giao cách cảm. Chỉ ít phút sau, anh có mặt tại phòng làm việc của phó giám đốc. Thượng úy Độ ngồi trước mặt cấp trên, nghe truyền đạt lại mọi ý kiến chỉ đạo từ cuộc họp tại Nha Trang của đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và sự tin tưởng giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Nguyễn Văn Độ hiểu ra rằng đã đến thời điểm phải kết thúc cái gọi là Trung ương Phun Rô đang đóng chân trên đất Lâm Đồng để trả lại sự bình yên cho Tây Nguyên, chấm dứt những nỗi lo sợ triền miên đang ám ảnh hàng triệu người dân trên các địa bàn có phun rô trú ẩn. Báo cáo chú, F1 của ta cho tin khẩn, Yaduk vừa bắt mối liên lạc được một đường dây để đi xuất ngoại, thông qua mục sư Chi Lâm đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể đường dây này như thế nào, cháu đã bố trí trinh sát tiếp tục theo dõi. F1 cũng cho biết, Yaduk đã thưởng lớn công trạng cho hai kẻ báo tin là Haport và Yatheng. Bọn này đang cố tìm mọi cách để làm vừa lòng ông lớn, Phun Rô gọi Yaduk như thế. Có thể chúng ta sẽ sớm tóm được chúng. Thượng tá Vũ Linh lập tức đứng bật dậy khỏi ghế vì tin vui bất ngờ này. Ông đập mạnh cả hai bàn tay xuống bàn và thốt lên. Tốt lắm, việc này sẽ giúp ta có thêm phương án, đây có thể là thời cơ đã đến. Sáng mai, tôi sẽ trao đổi ngay tin này với giám đốc và các anh KD4 để bàn phương án. Không ngờ, đúng lúc này ta lại có đường để dụ hùm ra khỏi hang. Đồng chí hãy tập trung hết trí lực cho vụ này để chiều mai chúng ta họp án. Chuyên án F101 đã được triển khai từ ngày 20 tháng 3 năm 1979, nhưng chưa thu được kết quả như ý, bởi nhân vật số 1 vẫn còn ẩn mình rất kỹ trong hang sâu. Theo chỉ đạo mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm trưởng ban chuyên án, Thượng tá Vũ Linh trực tiếp chiến đấu là phó ban thường trực. Các đồng chí Lương Quyền, Cục trưởng KD4 Bộ Nội vụ cùng 3 đồng chí cấp phó, Đức Minh, Văn Bá Đạt, Nguyễn Phước Tân, tức là Hai Tân, và Đại tá Trần Đức Hoài, tự Ba Mỹ, Giám đốc Công an Lâm Đồng làm phó ban. Nhiệm vụ của ban chuyên án là phải đánh tan quân khu 4, quân khu mạnh nhất của Phun Rô mà nhân vật chính là Naria Yaduk để ngăn chặn chúng việc thành lập Phun Rô vùng 5, góp phần cùng công an các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Sông Bé, Đồng Nai phá toàn bộ hệ thống Trung ương Phun Rô, giải quyết cơ bản tổ chức phản động này. Kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng, Thượng tá Vũ Linh giật mình vội kết thúc buổi họp bàn. Sáng sớm, ông còn phải đến nhà khách, đón các đồng chí lãnh đạo cục KD4 đến nhà dùng bữa sáng, sau đó tranh thủ cùng làm việc với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, hệ thống lại các tư liệu đã nghe báo cáo về Trung ương Phun Rô để buổi chiều họp án. Việc không thể chậm trễ được nữa rồi. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu ông khi ông nghĩ đến việc đối đầu với Tổng tư lệnh Phun Rô đang án ngữ trên đất Tây Nguyên. Trọng trách của đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Đảng ủy Bộ Nội vụ giao cho thật nặng nề, cao cả. Nếu san bằng mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, hẳn ông sẽ thấy lòng thoải mái hơn rất nhiều. Mải miên man suy nghĩ, trời đã sáng lúc nào không hay. Sáng hôm ấy, trong căn phòng riêng của mình, Thượng úy Độ cũng không hề chợp mắt, dù nhiều đêm trước đã thiếu ngủ. Trước mắt anh, hình ảnh những trận hành quân của anh em đi truy quét vận động Phun Rô ra hàng hiện lên quay cuồng. Họ đang bước giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Đã bao nhiêu lần rồi, anh phải nuốt ngược nước mắt vào lòng, khóc tiễn đưa những người đồng đội, đồng chí của mình sau mỗi cuộc đụng độ với Phun Rô. Hẳn là ngày mai, các chú, các anh sẽ có cách để buộc Yaduk phải xuất đầu lộ diện. 5. Cô y tá Thu Phương và ông mục sư bí ẩn.
Nguồn trinh sát của ta cho thấy có sự mâu thuẫn giữa những người cầm đầu Phun Rô, người Cơ Ho và Ede. Cụ thể là mâu thuẫn giữa hai ông đệ nhất và đệ nhị phó thủ tướng Phun Rô. Những mâu thuẫn này cứ ngày càng gay gắt sau khi Trung ương Phun Rô cử phái đoàn do Nay Rông, Tổng trưởng Ngoại giao, và Trung tá Sinbe liên lạc với tàn quân Pol Pot để tìm đường sang nước thứ ba, hoặc xin viện trợ để nuôi quân Phun Rô nhưng không có kết quả gì. Thời điểm này, bọn Pol Pot cũng đang gặp khó khăn về nhiều mặt. Vì vậy, họ cũng chẳng giúp được gì cho Phun Rô Tây Nguyên. Số Phun Rô người Ede tập trung ở hai tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, chiếm hầu hết các chức danh trong Trung ương Phun Rô và manh động hơn số Phun Rô người Cơ Ho. Bộ phận Phun Rô ở Lâm Đồng do Ia Đúc cầm đầu có ý đồ riêng và bí mật tìm đường trốn ra nước ngoài mà không cho Trung ương Phun Rô biết. Mặc dù vậy, Pô Nức cũng biết ý đồ này của Ia Đúc và ra chỉ thị ngăn cấm với các thuộc hạ. Nhưng lúc này, tiếng nói của Pô Nức không có trọng lượng, bởi một số Phun Rô lý sự rằng nếu cứ tiếp tục sống chui lủi trong rừng thế này, thiếu ăn, thiếu mặc, không có viện trợ thì lấy sức đâu mà chiến đấu. Qua một cô gái người Kinh tên là Nguyễn Thị Thu Phương làm y tá ở xã Nờ Thon Hạ, huyện Đức Trọng, nhóm Ia Đúc đang tìm đường để ra nước ngoài. Thu Phương bắt mối được với một mục sư tên là Chi Lâm, là đại diện một tổ chức từ thiện quốc tế, sẵn sàng tài trợ mọi chi phí để đưa nhóm Phun Rô xuất ngoại, tiếp tục huấn luyện, đào tạo họ trở thành các sĩ quan Phun Rô để sau này trở về giải phóng Tây Nguyên. Thế nhưng, ban chuyên án phối hợp với lực lượng an ninh thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xác minh và cho kết quả mục sư Chi Lâm hiện định cư tại bang Texas, Hoa Kỳ, 6 năm rồi không về Việt Nam. Lá thư gần đấy nhất Thu Phương chuyển đến Ia Đúc là từ đâu? Rất có thể ngài mục sư Chi Lâm đang ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ là đồ giả. Vì thế, đường dây xuất ngoại này của Phương không hề chắc chắn. Thế nhưng, Phương vẫn sốt sắng, hứa hẹn đủ điều với thầy trò Ia Đúc qua tên Tona Trung Tá, là liên lạc đặc biệt của Ia Đúc, kèm lời thúc hối họ phải chuẩn bị tiền. Bản thân tên Trung Tá Lơ Mù Yam, Tổng trưởng Ngoại giao và Ia Đúc cũng bán tín bán nghi về đường dây xuất ngoại của Phương. Nhưng do quá khao khát về chuyến đi nên sau một thời gian, họ quyết định gạt bỏ hết mọi ngờ vực và tỏ ra tin tưởng Thu Phương tuyệt đối. Nhưng với bộ óc có sỏi của mình, ông lớn Ia Đúc không đơn giản thế. Ông đã quyết định chỉ đạo hai sĩ quan cận vệ của mình là Đại úy Haport và Thiếu tá Ia Thang tìm mọi cách bám theo Thu Phương để liên lạc cụ thể với mục sư Lâm nhằm đảm bảo một đường dây xuất ngoại chắc chắn và tránh bị Thu Phương lừa gạt. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ đạo này của Tổng tư lệnh Ia Đúc đã được ta nắm chắc. Kế hoạch bắt giữ Thu Phương và hai tên Phun Rô Haport Ia Thang để làm mồi nhử Ia Đúc được tính đến. Một yêu cầu nữa của ban chuyên án là xác minh làm rõ mục sư Chi Lâm thực ra là ai. Vì sao lại lấy tên trùng với một ông mục sư từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh? Một phần quan trọng của nhiệm vụ này, ban chuyên án quyết định giao cho đồng chí Nguyễn Văn Độ. Anh lập tức được cử lên đường đón lõng Phương và tìm câu trả lời về mục sư Lâm. Đã một tuần trôi qua, vẫn không thấy Haport và Ia Thang xuất hiện, trong khi Thu Phương thì vẫn một mình đi lại giữa Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh, Đức Trọng, Đơn Dương như con thoi, mặc dù cô đang mang bầu 6 tháng. Lệnh bắt giữ Phương được thực hiện khi Phương đang ngồi trên chuyến xe đò từ thành phố Hồ Chí Minh về Đức Trọng. Sau một hồi phản ứng, vẫy vùng trong vòng vây của các trinh sát, Phương bị đưa về trụ sở công an tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, sau một ngày được làm công tác tư tưởng, Phương đã thừa nhận việc mình giúp đỡ tổ chức phản động Phun Rô là sai lầm, là có tội lớn với dân tộc. Song, việc cô làm hoàn toàn chỉ vì tiền, không có liên quan gì đến hoạt động chính trị của Phun Rô. Phương đã có chồng và đang mang thai đứa con đầu lòng. Cô tham gia vào việc tổ chức cho đường dây xuất ngoại của Phun Rô xuất phát từ công việc làm y tá của cô ở Nờ Thon Hạ. Ở tại đây, cô gặp một mục sư người dân tộc thiểu số tên là Isao và được ông này cho biết từng là người quen với Naria Ia Đúc. Ông Isao giới thiệu Phương xuống thành phố Hồ Chí Minh gặp mục sư Lâm, cũng là người quen của Ia Đúc, để mục sư Lâm giúp Phun Rô Ia Đúc tìm đường đi nước ngoài. Đổi lại, Phương sẽ có rất nhiều tiền và đồ ngoại từ phía Ia Đúc và mục sư Lâm. Nhờ lá thư của ông mục sư Isao, Phương
Phương gặp được mục sư Lâm và từ đó trở thành cái cầu liên lạc giữa Ia Đúc và ông mục sư này. Tuy nhiên, trong khi cô đang tìm cách bắt mối với số phun rô dưới quyền của Ia Đúc, thì nghe tin mục sư Y Sao đã chết vì bệnh. Phương khai rằng, cô thực sự đã ngồi nói chuyện với mục sư Chi Lâm, còn việc ông này có phải là hàng thật không thì cô hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, bản thân cô cũng đã có những nghi ngờ khi thấy rất khó để gặp được mục sư Lâm. Mà nếu có liên lạc được thì toàn thấy ông ta hỏi tiền phun rô đóng góp trong khi cô chưa nhận được gì từ hai phía. Có chăng chỉ là số tiền lẻ mà bọn Harpot Tona đưa cho, thậm chí không đủ để thanh toán tiền xe đi lại. Hỏi là vậy sao cô không dừng lại thì cô trả lời: tôi không chỉ móc nối với bộ phận phun rô chỗ Ia Đúc đóng quân, tôi còn báo cho nhiều căn cứ của phun rô biết và thấy họ háo hức lắm. Ai cũng nói đang chuẩn bị tiền. Nếu họ được ghi thật, họ sẽ thưởng nhiều tiền cho tôi. Sau này, còn gửi đô la và đồ ngoại cho tôi xài nữa. Họ hứa thế rồi. Và lại, bây giờ mà tôi dừng lại ở đây, bọn phun rô sẽ nghĩ tôi lừa dối họ, sẽ giết cả nhà tôi. Cô đã đến đúng địa chỉ nhà mục sư Chi Lâm trước đây. Nhưng người nhận và đọc thư giới thiệu của mục sư Y Sao là một tên lừa đảo. Qua lá thư giới thiệu, hắn chắc cô sẽ là người mang nhiều tiền đến cho hắn. Bởi nếu theo yêu cầu của hắn, cứ một tên phun rô đăng ký đi phải nộp 2.000 đồng. Cả ngàn tên muốn đi thì số tiền này thật khổng lồ. Nhận thấy việc làm của mình là sai trái và hết sức nguy hiểm, Phương thực sự tỏ ra ân hận và mong muốn được lấy công chuộc tội. Sau đó, cô đã hợp tác với công an một cách nhiệt tình. Chỉ vài ngày sau đó, đúng như ban chuyên án đã dự đoán, không thấy Phương liên lạc để nhận thư Ia Đúc gửi ngược lại cho mục sư Lâm. Đám tổng trưởng của Ia Đúc sốt sắng tìm cách liên lạc với Phương và tha thiết đề nghị tổng tư lệnh cử ngay hai tên Harpot và Ia Then lên đường để liên lạc cụ thể với mục sư Lâm. Nhờ số phun rô về hàng giúp trinh sát ta nhận diện hai tên tá úy cận vệ của Ia Đúc. Trong hai ngày 25-26 tháng 7 năm 1980, ta đã lần lượt bắt giữ được Ia Then và Harpot khi bọn chúng cải dạng dân thường để đến bến xe Đà Lạt. Bọn chúng đi cách xa nhau và vờ như là không quen biết. Sau khi lên xe đến thành phố Hồ Chí Minh, gặp Phương rồi sẽ có kế hoạch tiếp. Tên Harpot bị bắt khá bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay. Còn tên Ia Then thì giả bộ đưa tay xốc lại áo khoác, rồi lần vào khẩu súng ngắn đã lên đạn sẵn để chống trả lại lực lượng của ta hòng chạy thoát. Nhưng hắn lập tức bị khống chế. Khu vực chợ, bến xe và trung tâm Hòa Bình Đà Lạt lúc này cũng có mấy tên phun rô được gửi đi theo dõi, bảo vệ Harpot và Ia Then đến bến xe thật an toàn rồi về báo lại với các tổng trưởng. Chỉ một phút lơ là, chúng đã để mất dấu hai cận vệ thân tín của ông lớn. Do số này vẫn đang lởn vởn quanh khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, trinh sát ta buộc phải tách riêng và đưa tên Harpot về trụ sở công an tỉnh theo đường Trần Hưng Đạo. Ở tại đây, lợi dụng lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm tra giấy tờ những người vào trung tâm thành phố. Ngồi trên xe ô tô của công an, Harpot giả bộ tò mò nhìn ra ngoài, rồi bất ngờ đạp cửa, nhoài người định phi xuống thoát thân. Nhưng hành động của hắn vẫn chậm hơn hai trinh sát đang ngồi kề hắn. Cay cú vì bị chộp quá bất ngờ và bây giờ khó mà vùng vẫy. Harpot tức tối, chửi một tràng dài bằng tiếng cơ ho, rồi lại tự phiên dịch bằng tiếng Kinh. Kế hoạch ghi công với Ia Đúc để được thăng hàm thiếu tá của Harpot coi như sụp đổ. Lệnh truy nã thiếu tá Ia Then. Khám xét người Ia Then, ta thu được bức thư của Ia Đúc gửi mục sư Chi Lâm viết bằng tiếng Anh. Lời lẽ trong thư đầy chất xã giao, lịch sự và rào trước đón sau. Như thể vẫn còn muốn dò la thêm liệu rằng ngài mục sư có hết lòng với Phun Rô không? Có đảm bảo đưa được hết số cốt cán của Phun Rô ra khỏi vùng rừng này mà không bị cộng sản nghi ngờ? Có đến hơn một trang Ia Đúc dành để tỏ lời xin lỗi vì đã nhận tới 3 bức thư của mục sư Lâm rồi mà mãi đến hôm nay mới có dịp hồi âm. Đồng thời cũng hết lời cảm ơn sự tha thiết giúp đỡ của mục sư về nhã ý đưa Phun Rô xuất ngoại. Trong thư cũng nhắc lại kỷ niệm lần gặp mặt mới nhất giữa hai người là trong trận Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn và cái chết bất ngờ của ông bạn Y Sao. Ia Đúc còn cẩn thận yêu cầu ngài mục sư vui lòng gửi cho một tấm ảnh để ông chiêm ngưỡng dung nhan một con người mà một số ít trí thức phun rô biết đến và truyền tai nhau.
Iadoc gọi đó là một vị mục sư rất uyên bác, chăm chỉ việc đạo, quý hóa thay. Ông lại đang tạo cơ hội để giúp cao nguyên tự trị. Iadoc cho rằng cần ảnh mục sư về để xem thời gian có thay đổi gì nhiều không. Nhưng kỳ thực là để Iadoc xác tín lại mọi thông tin mà đám cận vệ và thu phương đưa về. Iatheng được mời đến phòng làm việc của phó giám đốc Vũ Linh sau bữa cơm chiều. Lúc này, các đồng chí Lương Quyền, Vũ Linh, Đức Minh, Hai Tân, Nguyễn Văn Độ đều có mặt. Ban chuyên án quyết định sắp xếp một buổi nói chuyện hết sức thân tình. Mục đích là để Iatheng nhận ra sai lầm của mình, hợp tác với công an, từng bước đưa các anh em đang có tư tưởng sai lầm trở về với gia đình, buôn làng, làm ăn lương thiện. Iatheng hơi chột dạ khi nhìn thấy cách mà các sếp công an đón tiếp mình, có thuốc lá, bánh kẹo và trà nóng. Iatheng ngồi xuống ghế, mặt lầm lì, sắc lạnh, cố dằn tiếng nuốt nước miếng khi nhìn thấy gói thuốc lá du lịch trước mặt. Đồng chí Đức Minh nhắc khẽ, Iatheng uống nước hút thuốc đi. Iatheng không trả lời. Thượng úy Nguyễn Văn Độ nhắc lại, thuốc lá chuẩn bị cho Iatheng đó, cứ hút tự nhiên đi. Tôi không phải là Iatheng, tôi đã nói tên tôi là Mờ Trôn, các ông nhầm người rồi. Phản ứng của Iatheng không làm các anh thấy ngạc nhiên, bởi suốt mấy ngày nay rồi, Iatheng vẫn khăng khăng, không nghe, không thấy, không biết gì hết về tổ chức Phun Rô, về Iadoc. Anh ta một bừng khai rằng anh là kẻ bụi đời, thỉnh thoảng làm vài vụ cướp giật để kiếm sống chơi chơi. Lá thư Iadoc viết cho mục sư Lâm là do anh nhặt được trên đường. Anh ta còn nói rằng thậm chí một chữ tiếng Anh vẻ đôi anh còn không biết, nên không hiểu gì về nội dung trong thư. Anh giữ nó chỉ vì tò mò, không lẽ như thế cũng là có tội. Như tưởng rằng công an đã tin, anh ta cố khua môi thêm một câu, giọng hết sức khẩn khoản và tỏ vẻ ngây thơ. Nếu lá thư các ông đang giữ quan trọng đến thế, thì các ông cứ giữ nó và thả tôi ra. Việc các ông có được lá thư quan trọng thì cái tội tôi tàng trữ vũ khí trái phép cũng có thể đổi lại và tha cho tôi được chứ. Lời lẽ của anh ta khiến đồng chí Vũ Linh phải bật cười. Ông nói, thôi đi Iatheng. Chắc hẳn anh cũng muốn nói rằng, cái lệnh truy nã thiếu tá Iatheng mà Trung ương Phun Rô do Pô Nước ký này cũng không phải dành cho anh chứ gì. Iatheng tái mặt khi nhìn thấy tờ giấy có đóng dấu đỏ chót mà ông phó giám đốc công an vừa đặt lên bàn. Đây đúng là lệnh truy nã Iatheng vì tội âm mưu làm phản vì đã bỏ rừng. Thật ra khi đó, đám lính của Iatheng bắt mối được với Nguyễn Thị Thu Phương và có đường xuất ngại. Iatheng mừng quá và vì sự bí mật, cộng với kiểu tính toán miếng ngon chỉ nên có ít người, Theng vội bỏ căn cứ đi tìm ông lớn để báo công. Nhưng mà vì đường đi cách trở, không thể ló mặt ra ngoài, lộ để bị du kích thịt, nên Iatheng phải luồn rừng cả tháng trời ròng rã để tìm đường vào Bộ Chỉ huy Trung ương Phun Rô, nơi Iadoc đóng quân. Nhưng mà khi Iatheng chưa kịp tới nơi thì cái tin tham mưu trưởng quân khu Nam bỏ rừng, bỏ vị trí chiến đấu đến tai Pô Đức. Vậy là Iatheng bị ghép trọng tội, bị cách chức và bị truy nã gắt gao. Khi tìm đến nơi đóng quân của Iadoc, Iatheng không những thoát khỏi cái chết mà còn được Iadoc và các tham mưu trưởng ở đây hứa sẽ ghi danh vào quân sử Phun Rô vì có công tạo được chiếc cầu nối chiến lược qua đường dây xuất ngoại. Iadoc xúc động còn vì Iatheng dũng cảm, dám qua mặt cả Pô Nức và Bộ Quốc phòng đóng quân ngay gần quân khu Nam, vất vả lặn lội tìm đến đây để dâng đường dây xuất ngoại cho mình. Vốn đã không ưa và không phục tài Iadoc từ thời Cơ Ba Cới, Pô Nức phái thuộc cấp đem lệnh truy nã Iatheng đến bộ phận Trung ương Phun Rô Lâm Đồng gây sức ép, buộc Iadoc phải theo quân luật xử Iatheng nghiêm minh. Biết lão đại tá chỉ dưới quyền mình một bậc, nhưng có lực lượng quân sự trong tay, lâu nay lại đang nhăm nhe cái chức tham mưu trưởng quân khu Nam cho Iplay, một thuộc cấp thân tín của lão, phần vì để làm nguôi cơn nóng giận cá chém thớt của Pô Đức. Iadoc quyết định ký ngay công lệnh đặc biệt, đặc cách thiếu tá Blay lên thay thiếu tá Iatheng. Kể từ đó, Iatheng trở thành kẻ thân cận nhất của Iadoc. Trước khi lên đường gặp Phương tại một điểm hẹn ở bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh, Iatheng đã mạnh miệng nói với Iadoc rằng nếu lọt vào tay cộng sản, hắn ta sẽ tự xử, khiến Iadoc xúc động đến rơi cả nước mắt. Nghe các vị lãnh đạo trong ngành công an ngồi đó từ từ tái hiện lại các sự kiện gắn với mình, mồ hôi trên trán Iatheng lấm tấm, hắn bắt đầu nhũn lại, đổi thế ngồi và tự hỏi.
Bằng cách nào mà công an Lâm Đồng lại có cái lệnh truy nã quái quỷ này, nhưng rồi anh ta vẫn ngoan cố. Câu chuyện của các ông về gã Ia Thang hay thật đấy, nhưng tôi nhắc lại, tôi là kẻ bụi đời mờ trôn. Đến nước này, Thượng úy Độ đưa ánh mắt dò hỏi và cùng nhận được cái gật đầu của các đồng chí chỉ đạo chuyên án. Anh bật máy ghi âm, mở cho Ia Thang nghe lời khai cung của tên Haport. Ia Thang rũ người, gục đầu xuống rồi lại nhoài người xin điếu thuốc hút. Một điếu rồi một điếu khác nữa, rít lấy rít để những hơi dài rồi thốt lên. Tôi đầu hàng các ông. 21 giờ đêm đó, khi cả Haport và Ia Thang đã ăn một bữa cơm tối thịnh soạn và đang nằm xem tivi, tại phòng làm việc của Phó Giám đốc Vũ Linh, ban chuyên án ngồi lại để bàn kế hoạch phá án. Phải khống chế được số thân cận với Ia Đúc và cài người vào trung ương phun rô. Sau đó, dùng chim mồi để câu Ia Đúc. Tôi tin, có Ia Đúc trong tay chúng ta, mọi kế hoạch tiếp theo để câu nhử toàn bộ thủ lĩnh phun rô sẽ thực hiện được. Trung ương phun rô tan rã. Đến lúc đó, việc gom hàng ngàn tên phun rô râu ria kia thì không còn quá khó. Có táo bạo quá không? Nếu Ia Đúc kẻ ngoan cố thì sao? Con người Ia Đúc thế nào? Chúng ta đều hiểu rõ mà. Ông ta đang cố đấm ăn xôi thôi, đường nào quang hơn, Đúc sẽ chọn. Chỉ lưu ý các tên Haput, Kerti, Lemoyen đều mang quân hàm trung tá, tỉnh trưởng, tỉnh phó các tỉnh quân khu 4, bộ trưởng tài chính Phunro và số Phunro ED. Chúng không dễ nghe theo thủ lĩnh cờ ho Ia Đúc đâu, nhưng chỉ có cách đó. Đúng là lúc này chúng ta phải mạo hiểm, phải vào hang mới bắt được cọp. Tại đại bản doanh của Ia Đúc lúc này, tất cả nhóm phun rô thân cận với ông ta đều thấp thỏm, nôn nao, chờ đón sự ra tay của mục sư Chi Lâm để được đi ra nước ngoài. Sự phấn khích, nôn nao này len cả vào lòng đệ nhất phó thủ tướng, khiến ông ta không hết hy vọng mà không hề biết rằng phía trước là chiếc bẫy nhung mà công an đã khổ công răng mắc. Hội từ thiện Caritas đưa phun rô từ bóng tối ra ánh sáng. Kết quả điều tra của ban chuyên án, kẻ giả danh mục sư Lâm là Trần Hoài An, nguyên trung tá cảnh sát Sài Gòn. Sau giải phóng, Trần Hoài An đi cải tạo 6 năm, nhưng sau 3 năm đã được trở về. Từ quê nhà ở vùng đất Quảng Bình, An vào thành phố Hồ Chí Minh và đến ở một người bà con đã mua lại căn nhà cũ của mục sư Chi Lâm. Đi vào chuyên án, khi Nguyễn Thu Phương tìm đến với lá thư của mục sư Y Sao, dù chẳng phải thư của mình, nhưng An vẫn nhận lấy và đọc. Thấy cô gái nhà quê, lời lẽ trong thư lại có vẻ dễ kiếm ăn. An đã tính kế lừa cô gái và lừa cả Phun Rô. Vì thời Nguyễn Trọng Luật, bạn An, làm tỉnh trưởng Đắk Lắk là năm 1973, An vốn chẳng lạ gì cái tổ chức này. Tuy nhiên, An chỉ định lừa cho vui thôi, trong lúc cũng đang chờ xuất ngoại. Do cái kiểu lừa đảo nửa vời này, mục sư Lâm, Trần Hoài An vẫn chưa nghĩ đến việc đặt tên cho tổ chức từ thiện quốc tế mà An đã viết trong thư để dễ bỉ dụ thầy trò Ia Đúc. Đúng vào thời điểm số đông phun rô tha thiết với đường dây xuất ngoại này và hỏi về giải pháp để xuất dương, trong khi lại chỉ chăm chăm và hai chữ từ thiện, thì Trần Hoài An thấy nản lòng và cũng bí bài nên lẩn trốn Phương. Trong khi đó, đã mấy lần bọn Tona, Ia Thang, Haport đòi Phương dẫn đi gặp mục sư Lâm theo yêu cầu của Ia Đúc. Phương đặt vấn đề này với mục sư Lâm Trần Hoài An thì bị từ chối với lý do vì sự an toàn cho ông bạn, thủ lĩnh Phun Rô Ia Đúc, nên chỉ có thể gặp ở một địa điểm thật an toàn. Khi nào sắp xếp được, ông ta sẽ báo lại với Phương. Nhưng tốt nhất đó là lần ra rừng xuất ngoại luôn. Vì vậy, không ít lần Phương phải thoái thác với bọn Tô Na vì chúng vẫn dai dẳng đòi gặp ông mục sư cho bằng được. Mỗi lần như vậy, sợ chúng giận, Phương đã phải làm bộ liếc con mắt thật tình tứ để chúng quên đi cho. Chính từ những thông tin này, ban chỉ đạo chuyên án quyết định đặt cho tổ chức từ thiện quốc tế của mục sư Lâm giả đang hấp dẫn thầy trò Ia Đúc một cái tên khá là tây, tổ chức từ thiện Caritas. Các cán bộ công an Lâm Đồng gồm Lâm Văn Thạnh, thiếu úy trinh sát ngoại tuyến thuộc phòng bảo vệ chính trị, Nguyễn Ngọc Diêu, thiếu úy đồng đội với anh Thạnh, sau là liệt sĩ, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Duy Hưng đều là thượng sĩ, Trần Hữu Phi, thiếu úy lái xe riêng của Phó Giám đốc Tư Vũ và đồng chí Tư Cho, trinh sát an ninh của Bộ Nội vụ Tăng Cường là đều được huấn luyện để tham gia chuyên án.
chọn Cảm Tử Quân cho chuyên án. Đại tá Phan Văn Thái, nguyên Phó trưởng phòng Bảo vệ chính trị, sau này là trưởng công an huyện Đức Trọng nhớ lại. Thời điểm đó, thấy các chú, các anh trong ban chuyên án có kế hoạch làm ăn lớn với chuyên án F101. Nhiều anh em trinh sát cứ thấp thỏm, 5 lần 7 lượt viết thư gửi lãnh đạo phòng và đồng chí phó giám đốc, phó ban thường trực, ban chỉ đạo chuyên án xin được tham gia với khí thế hăng hái của tuổi trẻ. Tất cả xuất phát từ tình yêu quê hương, tình đoàn kết gắn bó dân tộc, thậm chí cả vì muốn gánh vác, hy sinh cho các đồng đội, các đồng chí đã có gia đình, con nhỏ. Đồng chí Đức Minh từng tham gia khu ủy, đã có lần hỏi anh Thạnh, anh Diêu có sợ không? Cả hai đều cùng một câu trả lời, nếu sợ chết, cháu đã không đi công an. Anh Thạnh khi đó 21 tuổi, mới cưới vợ là chị Trịnh Thị Nga, là đồng nghiệp, đồng chí với anh. Anh Diêu hơn anh Thạnh 3 tuổi, cũng có vợ mới cưới là chị Trịnh Thị Nhi, một cô gái khá xinh đẹp, làm y tá, sau cũng trở thành công an. Anh Phi thì cứng tuổi hơn, yêu muộn, 29 tuổi, và hiện đang có một tình yêu rất đẹp với chị Loan, cũng là sĩ quan công an. Các anh Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Bảo Toàn lúc đó đều độc thân vui tính. Riêng đồng chí Tư Cho khi đó đã trên 40 tuổi, nhưng vẫn hăng hái khoác ba lô từ Hà Nội và Tây Nguyên, theo các đồng chí Lương Quyền, Đức Minh và hứa sẽ trở về với gia đình. Vì một sự may mắn đặc biệt, anh và anh Trần Hữu Phi đã thoát chết thần kỳ trong một trận đấu không cân sức. Lúc đó các anh bị trói, trong khi đối phương có đến gần chục tên với súng ống lăm lăm trong tay và nỗi giận sôi sục. Trong số các anh thì anh Lâm Văn Thạnh, vốn xuất thân con nhà võ đất Bình Định và là một võ sư nổi tiếng ở Lâm Đồng, nên chính anh Thạnh đã giúp trang bị võ thuật cho đồng đội thật tốt. Tất cả các anh đều được cấp trên làm cho mỗi người một cái thẻ hội viên Caritas như thật. Cả Pahot, Ia Theng và Phương cũng được giáo dục để trở thành những mồi câu Ia Đúc. Thế nhưng một buổi sáng, Hapot thức dậy bỏ trốn vào rừng để thực hiện mưu đồ riêng của mình. Hắn đã không thực tâm phục tiện. Phía ta chỉ còn lại Phương và Ia Theng. Trước việc Hapot chạy thoát vào rừng là một tình huống xấu đối với kế hoạch giải quyết số phun rô theo phe Ia Đúc của ta. Tuy nhiên, điều đó không cản trở đến kế hoạch của ban chuyên án. Bằng sự tinh tường của nghề nghiệp, ban chỉ đạo chuyên án vẫn quyết định phá án. Mặt khác, ta bố trí lực lượng theo sát từng bước chân của Hapot. Đại bản doanh của Ia Đúc, đó là cái hang Block Rong nằm sâu trong dãy Bidiop, núi Bà, Lang Bian, một núi rừng đại ngàn hoang vu trải dài từ xã Đầm Ròn, nay là huyện Đam Rông, giáp tỉnh Đắk Lắk, đến gần hết các xã của huyện Lạc Dương với chiều dài khoảng 90 km, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 30 km. Chính ông Ia Đúc đã từng nói rằng xét về giá trị lẩn trốn, Block Rong xứng đáng được xếp vào loại lý tưởng bởi nó vô cùng hiểm trở, hùng vĩ, địa thế thì không thể chê vào đâu được. Theo mô tả của thiếu tá Ia Theng, hang Block Rong nằm ở phía tây nam, được bao bọc phía trước là ngọn núi voi sừng sững nằm trên địa phận xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, có khả năng che chắn bảo vệ cho hang Block Rong rất tốt. Tại núi voi, Bộ Chỉ huy Trung ương Phun Rô cho đóng rất nhiều căn cứ với hàng trăm phun rô. Toàn huyện Lạc Dương lúc đó có đến trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, hầu hết đều giúp đỡ phun rô hoặc đã bị phun rô khống chế. Nếu có động, phun rô trong hang Block Rong sẽ kịp thời được báo để mà chuẩn bị phản công hoặc sơ tán. Cửa hang ở độ cao khoảng 200m, lòng hang có sức chứa cả trăm người. Đặc biệt, trong hang có cấu tạo một phòng riêng, rất đẹp như là chốn thâm cung dành riêng cho đệ nhất phó thủ tướng Ia Đúc. Ở cạnh đó là một cái vách ngăn tạo thành một cái hang nhỏ, dành làm nơi ở của vài cận vệ được cử gác và bảo vệ cho tổng tư lệnh. Mỗi khi cốt cán của Bộ Chỉ huy Trung ương Phun Rô có việc bí mật họp bàn thì có thể ngồi tại đây. Ghế và bàn là những tảng đá nằm lăn lóc đầy quanh hang. Ban ngày lòng hang tối, đêm đến thì lạnh nên hầu như trong hang luôn phải đốt lửa và đào hố thông ống khói xuống lòng đất. Tại lối vào cửa hang cả vài cây số có nhiều trạm gác, quân Phun Rô thay phiên nhau túc trực ngày cũng như đêm để kịp thời xử lý mỗi khi hữu sự. Điều mà đội trưởng cận vệ của Ia Đúc đã có công khám phá ra cái hang này và được tổng tư lệnh đặc cách từ trung úy lên trung tá. Có rất nhiều lời đồn đại của người dân huyện Lạc Dương
về thời gian ông Gia Đúc ở trong hang Block Rong. Để có một câu trả lời chính xác của người trong cuộc, thì chúng tôi đã hỏi ông Gia Đúc một cách mạnh dạn rằng, nghe nói trong lúc Trung ương Phun Rô của ông đóng quân trong hãi Bi Đốp, núi Bà, Lam Biang, ông và các thuộc cấp của ông sống rất hoang dã. Phải chăng là cấp dưới của ông bắt nhiều gái đẹp đủ sắc tộc về dâng cho ông, rồi nhiều cô gái bị hiếp, giết rất dã man? Ông Gia Đúc trả lời, không. Phải nói ngay, chuyện đàn bà lúc đó tôi hoàn toàn không có. Tôi lấy vợ, đúng hơn là được bắt chồng theo chế độ mẫu hệ của người Cờ Ho năm tôi 27 tuổi. Từ năm 1975 thì tôi đi biển biệt. Lúc đó thì tôi có 4 đứa con. Những ngày ở trong hang Block Rong, tôi rất nhớ vợ con ở ngay gần gia đình mình, buôn làng mình mà không thể trở về được. Biết con đường mình đi lầm lạc, mình có tội, mình chịu. Nhưng vợ con mình có tội gì đâu mà bị liên lụy, bị làng xóm sai lánh. Tôi khi đó là đệ nhất phó thủ tướng mà có lo được gì cho vợ con đâu. Đằng đẵng suốt 7 năm bà ấy phải chịu khổ cực, tôi ân hận lắm. Và một lòng chung thủy với vợ con. Và lại thì lúc đó tôi chỉ nghĩ đến chuyện đại sự. Sau này tôi cũng có nghe lúc ở rừng vài cấp dưới của tôi có làm vậy, nhưng mà thời điểm đó không kiểm soát được để mà trừng phạt. Đúng là Phun Rô đã gây bao nhiêu tội ác. Đến bây giờ, nỗi sợ và ám ảnh nhất với tôi là những ngày ở rừng không có muối ăn. Người nào người nấy da bụng beo xanh nhất. Chúng tôi đào củ mài, củ chúa trong rừng ăn thay cơm và săn bắt thú rừng, uống máu chúng để thay vị mặn của muối. Hùm xám rời đại bản doanh. Thời điểm này thì các trinh sát an ninh được huấn luyện để vào vai các thành viên Caritas đã sẵn sàng nhập cuộc. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, những lá thư của Gia Đúc gửi Mục Sư Lâm và ngược lại vẫn tiếp tục được duy trì để củng cố mối quan hệ, niềm tin và sự quyết tâm giữa hai phía. Cho đến một ngày, cả đại bản doanh của Gia Đúc tưng bừng hạnh phúc khi nhận được tin. Tổng thư ký của tổ chức từ thiện Caritas đã đến Việt Nam và nôn nóng đón ngài, đệ nhất phó thủ tướng Gia Đúc cùng các chiến binh Phun Rô dũng cảm. Mục Sư Lâm cũng đang mong chờ được đón ông bạn Gia Đúc để cùng ngồi lại bàn nhiều kế hoạch cho chương trình Sudu Vi Kaon, tức là xuất dương vì cao nguyên, tức là kiểu viết tắt kiểu Vinata Ba. Nếu ngài Gia Đúc không chấp thuận, có thể ngài đã có ý coi nhẹ chân tình của tổ chức Caritas, và như thế cơ hội của ngài coi như rất khó để thực hiện. Ông Gia Đúc nói rằng lúc đó thì ông chẳng hề mừng rỡ, thậm chí còn thấy lòng rối bời. Bằng sự suy đoán của mình, ông mường tượng đây là bước ngoặt của cuộc đời mình, của những người theo Phun Rô. Bước ra khỏi cái hang này sẽ là một sự thay đổi. Nhưng sự thay đổi đó theo chiều hướng tốt hơn hay xấu hơn thì ông hoàn toàn không đoán được. Song đúng vào lúc này đây, ông không thể chỉ quyết định cho mình, mà còn vì biết bao nhiêu con người đang rất hồ hởi kia. Họ muốn đi nhiều hơn là muốn ở lại. Quyết định nào của ông cũng đều ảnh hưởng đến cuộc đời của họ. Có thể số đông những người kia đều nghĩ rằng con đường phía trước đã rộng mở bằng phẳng. Lời hứa năm xưa của một số người này đã được thực hiện. Nhưng bản thân ông Gia Đúc thì không lạc quan đến thế. Bởi ông cũng đã từng hồ hởi ra đi một chuyến tại biên giới Tây Nam năm 1978. Cũng với mục đích như thế và rồi giấc mộng sụp đổ tan tành. Đã nhiều ngày nay ông khó ăn, khó ngủ mỗi khi nghĩ đến sự nhiệt tình của Mục Sư Lâm. Thời gian trước đó, ông đã nhận đến 3 lá thư của mục sư mà không trả lời cũng vì những điều ông đang hoài nghi, chăn trở. Và rồi thì ông nhìn lại, ở trong hang núi Block Rong lâu nay đã khổ cực quá rồi. Đã gần 5 năm kể từ ngày ông ra rừng, và rồi ông toàn phải sống chui lùi trong rừng sâu, núi cao. Hết hang lợn rừng ở đầm ròn, lại đến hang Block Rong. Ông hoàn toàn thiếu hẳn thông tin về thế giới bên ngoài. Ông thèm biết bao cái cảm giác được hít thở khí trời, được thay đổi cuộc sống, được tự do đi lại. Đây rõ ràng là một bước ngoặt của đời ông. Ông phải đi ra khỏi cái hang Block Rong thân thuộc và lạnh lẽo này, dẫu phía trước có khó khăn, cay đắng, thậm chí là cái chết. Nếu quả thật có như vậy, thì một vị thủ lĩnh như ông càng phải chấp nhận đi đầu. Và rồi ông quyết định ra đi, với hy vọng là người dẫn đường cầm ngọn đuốc. Các Phun Rô tổng trưởng của ông Gia Đúc trước đó đã cẩn thận bố trí hệ thống liên lạc nằm vùng ở một số buôn ấp khi biết được sự mất tích của
Harport. Về phía ta, lúc này có được thông tin đại úy Harport không chạy về trung ương Funro mà trở về làng ở Đơn Dương, sau đó tự mò về thành phố Hồ Chí Minh tìm gặp mục sư Lâm. Hắn liên tục di chuyển để lùng tìm người hắn muốn gặp. Sau này, Harport khai rằng hắn liều mình đi gặp mục sư Lâm mà không trở về căn cứ vì hắn đã không bảo mật được thông tin về đường dây xuất ngoại của Gia Đúc với mục sư Lâm trước công an. Không thể đem thất bại này về trung ương Funro để bị xử trọng tội nên Harport muốn lấy công chuộc tội bằng cách đi mật đàm với mục sư Lâm để không làm tắt niềm hy vọng của ông lớn. Thế nhưng, Harport không thể nào biết tất cả những căn nhà trọ, bến xe, khu chợ và cả những nơi mà hắn đi qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã được các trinh sát của KD4 và công an thành phố Hồ Chí Minh theo sát. Chính vì thế nên chuyên án mới có thể tiếp tục. Những chuyến hàng đặc biệt. Thiếu úy Lâm Văn Thạnh không hổ danh là một trinh sát an ninh đa tài. Anh vào vai Nguyễn Văn Bình, tự là Ba Bình, đại diện cho tổ chức từ thiện Caritas và nhập vai khá ngọt. Thiếu úy Nguyễn Duy Hưng là người lái xe chở anh Ba Bình đến điểm hẹn để đón chuyến hàng đầu tiên. Không chỉ hai anh Hưng Bình, mà cả ban chuyên án, lãnh đạo Bộ Nội vụ, các đồng chí lãnh đạo Cục An ninh Tây Nguyên và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đều hồi hộp, hạnh phúc và nôn nao đến khó tả khi cùng biết và cùng cầm trên tay danh sách 10 người theo Funro trở về trong chuyến đầu tiên này. Có ông Naria Yaduk, Trung tá Lê Muyem, Tổng trưởng Ngoại giao, cùng hai trung tá khác, hai thiếu tá và 4 Funro cấp úy. Đúng 4 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8 năm 1980, bên kia sông Tùng Nghĩa thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, một đoàn người gồm 60 Funro đang hộ tống ông Yaduk cùng 9 người khác lội qua sông, giữ đúng giao ước với anh Bình và lên chiếc microbus DeSoto biển số 52 thẳng tiến về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Ở bên hông xe thì răng một cái băng rôn là đoàn khách Campuchia tham quan. Ngày đó, núi rừng Tây Nguyên âm u, đường đi cách trở. Để đến được đây, ông Yaduk và đoàn quân của mình đã phải đi từ ngày hôm trước, sau đó ngủ tại một căn cứ Funro trên núi Voi, sáng sớm thì đến đây. Trước khi bước lên xe, vì những lý do an toàn cho hai phía, ông Yaduk chấp thuận và chỉ đạo cho 9 người còn lại lấy vũ khí trong người ra, giao cho số chiến binh Funro ở lại. Ông Yaduk lúc đó xài khẩu súng ngắn rulo cực oách. Trước khi xe chuyển bánh, anh Bình không quên lấy thuốc lá thơm và bánh kẹo mời những người trên xe dùng cho ấm lòng buổi sáng và gửi lại mấy thùng quà để tặng số Funro ở lại. Anh Hưng kể khi đó thì bản thân anh thấy hãnh diện và có phần hơi run một chút. Nhưng anh Lâm Văn Thạnh thì bình thản, tự tin quá đỗi. Chuyến xe chỉ có hai anh em với 10 người đã ở quá lâu trong rừng. Nhìn vào những đôi mắt sâu đen thăm thẳm với những hàng mi dày và cong như con gái. Phải nói là người dân tộc thiểu số Tây Nguyên đều có những đôi mắt rất đẹp. Cả anh Bình và anh Hưng thấy trong đó có ánh mắt của những sinh vật dữ dằn, nhưng cũng có những ánh mắt hiền từ như là con hươu, con nai trong rừng. Anh Ba Bình bắt chuyện với ông Yaduk bằng tiếng Kinh và hơi bất ngờ bởi ông nói giọng miền Nam của người Kinh cực chuẩn. Câu chuyện trên xe bắt đầu rôm rả. Vốn tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số, các anh mới trang bị thì tạm đủ cho các anh hiểu những người trên xe đang nói gì. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Để chuyến xe đón ông Yaduk trở về được thật là tốt đẹp, cả Phương, anh Hưng, anh Lâm Văn Thạnh và ban chuyên án đã phải vài ba phen thót tim. Đó là trước chuyến khởi hành 5 ngày, Trung tá Tô Na, cận vệ của ông Yaduk qua liên lạc của mình đã gửi đến phía ta, tức là đang đóng vai Hội Caritas, một bức thư với nội dung: phía Funro sẵn sàng đi nhưng sợ anh Bình và Hội Caritas làm việc hai mặt, chờ. Sau đó, Funro cử người theo dõi lại ta. Bằng nghiệp vụ thì ta đã tìm được những giải pháp để cắt đuôi. Một chuyện sờn gáy nữa là vào buổi sáng ngày 13 tháng 8 năm 1980, theo chỉ đạo của ban chuyên án, anh Bình làm việc với số thân cận của ông Yaduk và được họ cho cái hẹn đúng 4 giờ sáng tới địa điểm đón người. Ban chuyên án đã bố trí lực lượng và các anh Ba Bình, Nguyễn Duy Hưng có mặt đúng hẹn. Bất ngờ, từ trong những bụi cây rậm rạp cạnh con đường mòn chỗ xe anh Hưng đậu, xuất hiện 6 tên Funro dữ dằn. Bọn chúng lao vào dùng báng súng, khúc cây và đá đánh hai anh Hưng Bình một trận phù đầu, hỏi các anh có phải là người của công an không. Tất nhiên, anh Bình vẫn không được để lộ mình giỏi võ mà phải giải thích với chúng,
các anh là thành viên của hội Caritas và đang giúp mở ra cho họ một con đường tươi sáng. Bọn chúng cười xuê xòa rồi rối rít xin lỗi, sau đó ngồi chờ cùng hai anh cho tới khi đoàn của ông Iaduk đến. Chuyện bị tấn công này, anh Ba Bình đã nói lại với ông Iaduk trước lúc lên đường. Ông Iaduk tỏ ra bối rối và nghiêm sắc mặt cảnh cáo 6 tên phun rô manh động. Chuyên án này có 8 chuyến đi đón phun rô như thế. Tại các địa điểm khác nhau trên toàn địa bàn tỉnh Lâm Đồng nơi có phun rô trú ẩn, phía sau mỗi chuyến hàng, một chiếc ô tô khác do anh Trần Hữu Phi chờ Phó Giám đốc Vũ Linh chạy sau để đề phòng mọi bất chắc. Phía sau nữa lại có một chiếc ô tô lớn chở khách đi đường luôn giữ khoảng cách nhất định với hai xe phía trước để làm nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ khi cần thiết. Động tác này ban chuyên án gọi là khóa đuôi. Buồn lòng thay, có những chuyến các anh phải đón xác anh hùng Lâm Văn Thạnh và liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diêu vì bị phun rô sát hại. Khoảng 8 giờ sáng ngày 13 tháng 8 năm 1980, chiếc xe chở đoàn của ông Iaduk đến vị trí đón của ta. Một chiếc ô tô khác hộ tống phía sau bất ngờ vượt lên, chia lực lượng đều trên hai xe và thay biển số xe 52 thành 49, rồi đưa khách về địa điểm đã quy định sẵn trên đường Hùng Vương, thành phố Đà Lạt. Những bức thư giảm thiểu xương máu. Thành công bước đầu của ban chuyên án là một kết quả đúng như mong đợi. Ta đã bắt gọn bí mật 10 người theo phun rô, đặc biệt là nhân vật Naria Iaduk. Bây giờ là bước khai thác và cảm hóa họ. Đây có lẽ là việc quan trọng nhất và được mong đợi nhiều nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của ngành công an. Thời gian lúc này rất gấp rút, việc khai thác ông Iaduk, ông Lemuyem và toán phun rô này được tiến hành với tinh thần khẩn trương nhất, tập trung nhất, vừa khai thác vừa cảm hóa họ để họ trở về với buôn làng. Từ kết quả đấu tranh với nhóm của ông Iaduk, ta có thêm tài liệu để thấy rõ mấy vấn đề sau. Việc chuẩn bị và có ý đồ trốn ra nước ngoài thực tế chỉ có vài chục phun rô đang ở trong hang Block Rong với Iaduk. Tất cả những số người này đều bi quan về tình hình phun rô hiện nay nên tìm cách ra nước ngoài để xin viện trợ. Việc này thì không được toàn bộ số chỉ huy trung ương phun rô, chủ yếu là người Ede Bana chấp thuận, nên ông Iaduk cùng số thân cận đã thực hiện việc liên lạc để xuất dương một cách bí mật. Mâu thuẫn giữa phun rô Ede với phun rô Cờ Ho và số phun rô thuộc dân tộc khác ngày càng gay gắt. Thậm chí một số phun rô Ede muốn tìm cách tiễu trừ cả Ponik, phó tổng tư lệnh, đệ nhị phó thủ tướng người Bana của chúng. Tuy nhiên, số này đang mượn danh ông Ponik để có nhiều quyết định chi phối quân khu 4. Nhưng do ảnh hưởng uy tín của ông Iaduk còn ăn sâu và có hiệu lực hầu hết trong lực lượng phun rô nên chưa đến mức xảy ra các cuộc thanh trừng lẫn nhau. Về phần ông Iaduk, theo lời ông kể lại khi chiếc xe chở ông dừng lại giữa đường và đưa ông cùng các anh em đến nhà khách công an Lâm Đồng, sau đó xuất hiện cả những người tóc đã bạc được giới thiệu là lãnh đạo chính quyền công an Lâm Đồng, ông đã hiểu ra rằng hội Caritas chính là những người cộng sản. Cảm giác của ông lúc này là ngại ngùng và bái phục sự tài ba của những người làm công an cách mạng. Một ngày, hai ngày trôi qua, ông Iaduk không sao tự giải đáp được những thắc mắc về chính sách tù binh của Cộng sản. Ông tự xếp mình là tù binh. Ngay phút đầu tiên ở Eo Gió, khi biết mình đã vỡ mộng xuất dương, ông Iaduk đã cầm chắc một cuộc xử bắn mà trước hết là bị tống giam trong căn phòng chật chội, hôi hám và bị tra tấn. Hòng buộc những người theo phun rô như ông phải trả giá đắt về tội lỗi mình đã gây ra với cộng đồng, với dân tộc. Thế nhưng, cũng chính từ giây phút đầu tiên ấy, ông Iaduk đã phải ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi cả ông và 9 người của ông trên xe đều được đối xử rất tử tế. Cả 10 người đều được vào ở nhà khách, được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới rồi ăn một bữa cơm ngon, hút thuốc lá Đà Lạt, uống nước trà Blau, được xem TV và được hướng dẫn sử dụng các vật dụng sinh hoạt trong phòng nghỉ, phòng khách. Cứ như thể họ là thượng khách của công an Lâm Đồng. Nhiều buổi tối sau đó thì tất cả đều được ngủ với nệm ấm, chăn êm. Đêm đầu tiên, ông Iaduk trằn trọc không làm sao chợp mắt được. Và rồi, khi chiếc kim đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng, ông Iaduk gạt hết mọi hoài nghi, lo sợ, vùi mình, ngủ giấc, mãi đến 9 giờ sáng hôm sau mới thức dậy. Tưởng mình vẫn nằm mơ, ông vội bấm tay vào người và tìm gọi các anh em của mình. Nhận ra sự thật, ông Iaduk thấy mừng vui quá đỗi. Sự đối xử của những người cộng sản, những chiến sĩ công an cách mạng, những người mà ông đã từng được giáo dục áp đặt
và nảy nở suy nghĩ đó là kẻ thù không đội trời chung với Fulro là như thế này sao? Dù có nghĩ nát óc, ông Yeduk cũng không thể hiểu nổi. Bên chiếc bàn lớn trong phòng khách, ông Yeduk từ chối bữa ăn sáng đã được dọn sẵn và châm một điếu thuốc hút. Ông bình tĩnh nhớ lại những lời mà ông Tư, một trong những người chỉ huy công an hôm qua đã nói với ông cùng nhóm người bị bắt. Nhân dân và chính quyền cách mạng ủy thác cho tôi nói với các anh rằng các anh đã được cứu sống, được đối xử tử tế theo đúng chính sách đoàn kết các dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mai mốt, người nào lập công chuộc tội với nhân dân sẽ được trọng thưởng xứng đáng. Ký ức về những cán bộ cách mạng bỗng hiện lên trong đầu ông Yeduk từ những mảnh lắp ghép mà ông đã thấy, đã nghe kể lại. Ông nhớ vào cuối năm 1977, có lần ông đã bí mật vượt hàng chục cây số đường rừng để trở về thăm nhà, thăm vợ con và người mẹ già của ông đang bệnh nặng trong căn nhà dài ở thôn Cado Mới, xã Cado, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Lần đó, chẳng hiểu sao ông vừa về đến nhà lúc nửa đêm thì sáng hôm sau, độ 7 giờ, ông đang dùng bữa sáng trong căn buồng kín của gia đình thì nghe có khách mang đường, sữa đến thăm mẹ của ông bị ốm. Khách theo vợ, con và em gái ông nói là cán bộ thôn, xã và cả công an. Tất nhiên, ông vẫn ngồi im và nghe không sót lời thăm hỏi, dặn dò nào giữa mấy cán bộ với gia đình. Nào là mong bà mau chóng bình phục để con cháu yên tâm lo làm ăn, lao động. Rồi hình như có cả sách, vở, bút mực tặng cho thằng Yadim và con bé Hore đang học lớp 1 và lớp 2 thì phải. Chẳng ai đả động lời nào đến ông hết cả. Như thế thì cũng là may. Xong để phòng xa, ông đã bí mật kêu con gái ra dặn mấy người theo bảo vệ ông và gia đình phải cảnh giác với mấy ông cán bộ. Rồi lần gặp gỡ cách đây cũng gần 3 năm khi người vợ thân yêu của ông vùi đầy một gùi gạo vào thăm ông trong hang Block Ground. Bà cứ luôn miệng khoe rằng có cán bộ cách mạng vào từng gia đình hướng dẫn mọi người trồng trọt, chăn nuôi để tăng năng suất, có ngôi trường tiểu học mới xây ngay trung tâm xã. Học sinh người dân tộc thiểu số được miễn giảm hết các khoản học phí, bà con buôn làng mừng lắm vì không lo trẻ con bị mù chữ nữa. Nhà bây giờ lúa gạo đủ ăn. Thế nhưng, lúc đó ông chẳng buồn nghe mà bảo bà hãy chịu khó chờ ngày ông có quyền hành thực sự. Lúc đó bà chẳng phải làm gì vất vả mà còn có kẻ hầu người hạ. Cuối cùng thì mọi suy nghĩ của ông Yeduk lại quay về với ông Tư, người mà Tổng Tư lệnh Fulro đã phải thừa nhận tôi đã bị đo ván trước ông. Quyết định sáng suốt của đệ nhất Phó Thủ tướng Fulro. Đại tá Nguyễn Văn Độ, nguyên Giám đốc Công an Lâm Đồng cho biết, từ kết quả khai thác ông Naria Yeduk, Ban chỉ đạo chủ trương thuyết phục Yeduk và nhờ ông tham gia vào việc câu nhử số Fulro đang ở trong rừng thông qua sự giúp đỡ của Hội Caritas như đã làm với ông. Này để thuyết phục hơn, rất cần ông viết thư gửi đến số bạn bè, anh em trong Fulro của ông để đưa họ trở về. Lúc đầu ta đặt vấn đề này với ông Yeduk nhưng ông không chấp nhận. Ông Yeduk khẳng định rằng tội lỗi của mình gây ra cho cách mạng, cho dân thường, cho xã hội là rất lớn, đáng tội chết. Nếu cách mạng không khoan hồng mà trừng trị thì ông cũng không có điều gì thắc mắc. Ông Yeduk cũng đồng ý là Fulro không đem lại lợi ích gì cho dân tộc, vẫn phải sớm kêu gọi những người con theo Fulro trở về làm ăn, xây dựng buôn làng quê hương. Ông sẵn sàng đứng ra kêu gọi số bạn bè và anh em còn ở Fulro trở về. Nhưng mà nếu viết thư cho số bạn bè của ông hiện đang cầm đầu Fulro để họ tin vào con đường xuất dương của Hội Caritas, thông qua đó để họ trở về, thì ông lại thấy đó là một việc làm lừa dối, phản lại bạn bè. Ta tiếp tục phân tích tình và lý để thuyết phục ông Yeduk. Cuối cùng, sau 2 ngày, ông Yeduk đã nhất trí về biện pháp đó và trong hoàn cảnh ấy, thì chỉ có biện pháp đó mới có kết quả cao. Nhưng đó là mục đích tốt đưa số cầm đầu Fulro, số bạn bè của ông trở về với gia đình, với buôn làng, với cách mạng bằng con đường gần nhất, không đổ xương máu thì đó là một việc làm có ý nghĩa và nên làm. Như vậy, số đối tượng mà ta có kế hoạch đưa về lần tới gồm các trung tá Haput, Tổng tham mưu trưởng Trung Fulro, Cật Thi, tỉnh trưởng Đà Lạt, Cật Cháp, Enuân Mờ Bột, Tư lệnh vùng 4, Lâm Mù Hà Trông, Sinbe, Liêng Hót Cờ Thót, Tổng trưởng Tài chính Fulro. Ông Yeduk đã viết thư cho họ và ký tên với bí danh đặc biệt mà ông thường dùng trong Fulro. Thông qua số Fulro bị bắt, ta đã tìm được một số Fulro liên lạc để chuyện những lá thư của ông Yeduk đến những căn cứ có đối tượng cốt cán. Những người này rất tích cực đi các hướng để chuyển thư của ông Yeduk và chờ nhận hồi âm cũng như là
nghe ngóng mọi diễn biến tình hình. Họ hoàn toàn coi đây là trách nhiệm của mình, góp phần đưa những người lầm đường, lạc lối theo Phun Rô trở về với gia đình, buôn làng để sống một cuộc sống bình thường. Theo kế hoạch, ngày 12 tháng 9 năm 1980, ta bố trí anh Ba Bình với tư cách là đặc phái viên của Caritas làm việc với một Phun Rô dưới quyền ông Gia Đúc và nhận được danh sách 14 Phun Rô sẽ đi vào 4 giờ ngày 13 tháng 9. Đúng thời điểm trên, tại một điểm hẹn trong buôn Rachai, khu vực giáp xã Kim Plan Hon, huyện Lạc Dương, chiếc xe đón khách, ngoài đồng chí Hưng điều khiển, có đồng chí Ba Bình và hai liên lạc trong chuyên án được gọi là chim mồi của ta, tiễn đưa toán Phun Rô kia ra xe, còn có 10 tên Phun Rô khác lờn vờn quanh khu vực ô tô anh Hưng đậu, cho đến khi chiếc xe lao đi mất dạng, chúng mới quay về rừng sâu. Hồ sơ cuộc chiến chống Phun Rô. Tổng thư ký Caritas xuất hiện. Đại tá công an Nguyễn Văn Độ cho biết, do đã được ông Ia Đúc và một số người theo Phun Rô hồi tâm, sẵn sàng hợp tác để lần lượt đón từng toán Phun Rô trở về, tránh đổ máu, ban chuyên án phải cần nhiều đến sự chỉ huy của ông Ia Đúc với số Phun Rô còn ở trong rừng. Vì thế đã sắp xếp để tạo thông tin rằng số Phun Rô theo hội Caritas đã xuất ngoại, riêng ông Ia Đúc và một số người khác đang ở tại Vũng Tàu để họp bàn nhiều kế hoạch với Caritas. Chuyến thứ hai này, ta đón được Liêng Hót Cờ Thót, tổng trưởng tài chính của Phun Rô, tiến hành khai thác toán của Liêng Hót Cờ Thót. Ta thu được lời chia sẻ là với phương thức mời đi xuất ngoại như trên, rất khó có kết quả với toàn bộ chỉ huy Phun Rô vì số sĩ quan Phun Rô rất sợ số Phun Rô người ED. Họ không dám đi theo con đường của Ia Đúc. Mặt khác, họ cũng chưa có cơ sở thực tế nào để tin tưởng con đường xuất ngoại của Ia Đúc là chắc chắn. Từ gợi ý này của ông Liêng Hót, ban chuyên án nói chuyện với ông Ia Đúc và số Phun Rô bị bắt và được mọi người giúp đỡ bằng việc viết thư kể về việc đã tiếp xúc và gặp gỡ hội Caritas và Mục Sư Lâm như thế nào. Cùng với các hình ảnh ăn chơi, giải trí mà ta đã dành cho một số người theo Phun Rô vừa trở về trong hai chuyến, có cả ông Tổng Thư ký của Tổ chức Từ thiện Caritas do một đồng chí lãnh đạo Bộ Công an thủ vai cũng có mặt, họp bàn về kế hoạch Suzu vì cao on, xuất dương vì cao nguyên. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ta bố trí để chỉ có một số người từng là Phun Rô biết đây chỉ là kịch bản của công an. Một số Phun Rô ngoan cố thì vẫn khẳng định những gì đã thấy, đã nghe đúng là Phun Rô đang hợp tác với hội Caritas. Làm xong công tác chuẩn bị, ngày 26 tháng 9 năm 1980, sau nhiều ngày liên lạc, chim mồi tiếp tục chuyển đến anh Ba Bình danh sách 7 Phun Rô sẽ đi vào chuyến tới. Cùng đó thì có thông tin Trung tá Haput, Tổng Tham mưu trưởng Trung ương Phun Rô, có thể cùng đi trong chuyến này, nhưng ông ta còn do dự. Toán của Haput rất đông. Khoảng 70 người đã kéo ra bìa rừng ở dài rác để chờ hộ tống Haput lên xe. Họ xin hội cấp cho lương thực ăn qua đêm vì số Phun Rô này đang rất khổ sở và đói khát. Đúng như liên lạc, vào 4 giờ ngày 27 tháng 9 năm 1980, xe chở anh Ba Bình đến điểm hẹn đón 7 sĩ quan cấp úy lên xe. Haput có mặt ở đó, chần chừ một lúc rồi quyết định ở lại cùng với lời hứa với anh Bình sẽ đi vào chuyến khác. Bắt được 7 người trong chuyến 3, chúng ta có được thư của Trung tá Haput và Trung tá Enuon Mbot gửi ông Ia Đúc với nội dung. Bản thân họ thì rất tin tưởng vào sự chỉ huy của Ia Đúc, tin tưởng và hy vọng vào phong trào Phun Rô, nhưng tạm thời họ chưa có thể xuất ngoại được. Không phải vì họ lo ngại một điều gì mà vì tự thấy trách nhiệm rất nặng nề, bởi tình hình Phun Rô hiện nay nếu thiếu họ sẽ tan rã hết. Họ gửi đi một số sĩ quan cấp úy thân tín cũng là chứng minh lòng tin của họ với thủ lĩnh Ia Đúc. Tổng hợp nhiều nguồn tin, ta thấy nếu tiếp tục mời Phun Rô trở về theo con đường xuất ngoại thì không có kết quả. Nếu có cũng chỉ có số cấp dưới, còn số chỉ huy vì một phần vì sợ số Phun Rô ED trừng trị, phần cũng muốn nhân thời cơ Ia Đúc và một số trung tá vắng mặt ở Tây Nguyên sẽ là cơ hội để họ xưng hùng, xưng bá, giành lấy chức vụ điều hành. Từ tình hình trên, ban chuyên án quyết định chuyển phương án. Thay bằng việc Ia Đúc viết thư mời số Phun Rô chỉ huy đến Vũng Tàu để cùng tham gia họp bàn, trao đổi với ngài Tổng Thư ký Hội Caritas về yêu cầu viện trợ cho Phun Rô. Phía ngài Tổng Thư ký Hội cũng rất muốn biết về tình hình Phun Rô lâu nay thế nào.
Do ông Yaduk đã vắng mặt một thời gian dài nên không nắm được. Xong việc, số chỉ huy Phunro này có thể trở về rừng, tiếp tục điều khiển binh lính Phunro theo mình. Lại nói về đại úy Harpot, nhân vật mà ban chuyên án đã bắt được đầu tiên khi tiến hành chuyên án, cùng với thiếu tá Yatheng, khi cả hai nhận lệnh của ông Yaduk đi gặp mục sư Lâm, trong khi ông Yatheng đã dần hiểu con đường đi sai trái của mình, trở về hợp tác với công an và đang được công an che chở, bảo vệ, thì Harpot bất ngờ bỏ trốn. Sau khi loanh quanh ở thành phố Hồ Chí Minh suốt nhiều ngày mà không tìm được mục sư Lâm, không liên lạc được với Phương, lại bị Phunro nghi ngờ là người của công an vì đã bị công an bắt mà còn chạy thoát. Không còn bám được vào toán Phunro nào, Harpot lủi thủi tìm chỗ ẩn nấp trong các nương rẫy, tránh sự trả thù của Phunro. Suốt từ đó, Harpot thường xuyên viết thư cho ông Yaduk thanh minh về bản thân mình, xin Yaduk tiếp tục cho Harpot đi theo, nhưng chưa được ông Yaduk đồng ý. Sở dĩ ta có thể mặc kệ Harpot suốt một thời gian dài như thế mà không sợ lộ bài dùng Harpot để câu nhử ông Yaduk là bởi vì ta đã có cách xóa lộ. Một cô gái gọi Harpot bằng cậu ruột đã được ta cấy vào tổ chức Phunro, trở thành liên lạc tin cậy của thầy trò ông Yaduk tại hang Blockron và cả khi Yaduk đã theo Caritas. Chính cô gái này cũng không hề biết mình làm việc cho công an mà chỉ nghĩ các việc cô làm đều vì phong trào Phunro và vì ông lớn Yaduk. Nhất cử, nhất động của cô đều được trinh sát ta nắm rất kỹ, kể cả việc cô liên lạc và nuôi dấu Harpot. Nhiều lần Harpot viết thư cho cháu gái chuyển đến chi mồi của ta nói rằng có một nhóm Phunro rất muốn xuất ngoại, tập trung sẵn ngoài rừng, chờ hội Caritas đón gấp. Hiểu được ý đồ của Pot, ta không quan tâm. Thủng lưới. Ngày 12 tháng 10 năm 1980, chim mồi chuyển đến ta thông tin đã liên lạc được với trung tá Harpot. Harpot đồng ý đi chuyến này cùng với hai người thân cận và bảy Phunro khác, như vậy là cá đã cắn câu. Harpot chấp thuận đi theo thư mời của ông Yaduk là đến Đà Nẵng gặp ngài Tổng thư ký hội để bàn bạc nhiều kế hoạch. Ngoài ra, một toán khác do trung tá Cơ Cháp chỉ huy gồm 22 Phunro cũng xin xuất ngoại, yêu cầu cho hai xe đón hai toán này cùng đi trong một ngày. Ban chuyên án quyết định như sau: phải chọn một điểm ở Đà Nẵng cho trung tá Harpot gặp đại diện của hội và ông Yaduk. Lúc này chuyên án có hướng mở rộng. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Cục An ninh, Ty Công an Đà Nẵng, Công an Lâm Đồng cần phối hợp nhịp nhàng, chính xác để chuyên án F101 đạt hiệu quả cao nhất. Ban chuyên án phối hợp Ty Công an Đà Nẵng chuẩn bị trụ sở hội Caritas để các ông Yaduk, Kati, Lemuyem hội ngộ với ông Harpot. Lúc này, có sự giúp đỡ đặc biệt của Cục Kỹ thuật Bộ Công an và Cục KD4 để phiên dịch tiếng của những người từng theo Phunro, đề phòng mọi bất trắc. Đối với toán của ông Cơ Cháp gồm 22 người, ta chủ trương đón bắt gần Cam Ranh, tỉnh Phú Khánh, nay là tỉnh Khánh Hòa, và đưa về Lâm Đồng một cách bí mật mà không cần phải gặp toán của ông Harpot tại Đà Nẵng. Đúng ngày 14 tháng 10 năm 1980, ta cho hai xe đi đón hai toán trên tại hai địa điểm khác nhau. Theo kế hoạch, hai chiếc Peugeot 404 cùng xuất phát trên quốc lộ 20. Sau đó, xe chở ông Harpot sẽ vượt lên, chạy ra Đà Nẵng và ở tại đó 3 ngày. Anh Ba Bình và Phi được bố trí cùng ăn, cùng ngủ với toán của ông Harpot trong những ngày một số người của toán này lưu tại Đà Nẵng. Thế nhưng, một tình huống bất ngờ rất xấu đã xảy ra trong việc đón bắt toán 22 Phunro do ông Cơ Cháp cầm đầu. Trong chuyến này, nhờ sự giúp đỡ của người cháu gái, Harpot cũng được lên xe đi xuất ngoại và đã bị ta đón bắt đúng như kế hoạch tại Cam Ranh. Tuy nhiên, khi xe quay trở về theo quốc lộ 11B dọc đường, một số chiến sĩ trẻ chuyện trò trao đổi hỏi rằng đưa các vị này về đâu. Một chiến sĩ trả lời rằng nhà số 4, tức là căn biệt thự số 4 trên đường Trần Bình Trọng, vì nhà khách công an đã chật. Do không hiểu nhà số 4 nghĩa là gì, tưởng rằng bị công an đưa đi thủ tiêu, số Phunro trên xe liền tính kế tấn công lại các cán bộ cảnh vệ của ta để chạy thoát. Khi xe chạy đến địa phận thuộc xã Xuân Trường, Cầu Đất là địa bàn thưa vắng người, Phunro rất quen thuộc. Một số tên Phunro lại gần xin công an thuốc hút rồi bất ngờ lao vào cướp súng, đánh trả lại công an. Một cuộc ẩu đả quyết liệt đã diễn ra khiến chiếc xe rung chuyển, tài xế buộc phải cho xe dừng lại để hỗ trợ. Chỉ chưa có thế, bọn Phunro nhảy xuống xe bỏ chạy. Lực lượng của ta lập tức khống chế chúng, nhưng do phía ta ít người hơn nên chỉ bắt lại được 15 tên,
trong đó có Trung tá Kachap, còn 7 tên chạy thoát vào rừng, trong số chạy thoát này lại có Harpot. Đại tá Vũ Linh nhớ lại, lúc nhận được tin số phun rô làm phản bỏ trốn vào rừng 7 tên, ban chuyên án chột dạ cầm chắc một tình huống rất xấu sẽ diễn ra. 7 con người sẽ lan truyền rất nhanh, rất rộng thông tin bị bắt giữ như thế nào và còn suýt bị thủ tiêu ra sao. Chắc ta khó mà tiếp tục chuyên án. Trong khi ở trong rừng còn rất nhiều người theo phun rô mà ta vẫn muốn dùng phương cách thanh bình này để đón họ trở về. Sai lầm chính từ việc các chiến sĩ công an trên chiếc xe chở cơ cháp đã không nghe theo chỉ đạo của ban tuyên án. Chúng tôi đã chỉ đạo họ quay xe về Đà Lạt, theo đường Drang Đơn Dương qua ngã ba Phi Nôm Đức Trọng. Tuyến đường này đông dân cư, phun rô trên xe không dám manh động. Tôi cũng quán triệt rõ ràng, nhân đạo gì thì cũng phải về đến Đà Lạt mới được cho họ hút thuốc, tuyệt đối không trao đổi gì trên xe, tránh sự hiểu nhầm. Vậy nhưng, có lẽ vì muốn về Đà Lạt cho nhanh, các chiến sĩ có nhiệm vụ canh trường toán của ông Kachap đã cãi lệnh và họ đã phải nhận án kỷ luật nghiêm khắc. Trốn thoát vẫn cùng đường. Vẫn như thông lệ của những chuyến xe trước, chiếc xe Peugeot 404 chở đoàn của ông Kachap chạy phía trước. Hai chiếc xe chở Phó Giám đốc Vũ Linh và đội trinh sát đặc nhiệm chạy phía sau. Thế nhưng, bất ngờ chiếc xe của đội đặc nhiệm bị trục trặc giữa đường, buộc phải dừng lại sửa chữa. Khi xảy ra sự cố, các anh đã đến chậm ít phút nên không kịp xử lý kịp thời tình huống bất ngờ. Về phía đại tá Vũ Linh, do khi thấy việc giải quyết số phun rô trên chiếc xe Peugeot đã an toàn, ông thúc hối lái xe của mình chạy thật nhanh về Đà Lạt để vừa kiểm tra nơi đón tiếp đoàn của ông Kachap, vừa điện thoại phối hợp và chỉ đạo với đồng chí Nguyễn Văn Độ, các trinh sát an ninh nghiệp vụ. Cục An ninh, Bộ Công an và Ty Công an Đà Nẵng chuẩn bị đón toán của ông Harpot để thấy họ thật yên tâm về mọi khâu nhằm đạt được những kết quả như mong đợi. Về đến Đà Lạt, cả gần một tiếng đồng hồ, đồng chí Vũ Linh vẫn chưa nghe báo gì về đoàn xe chở ông Kachap, nghi có chuyện chẳng lành. Ông vội kêu tài xế chạy ngược đường xem sự thể ra sao. Đến cầu đất Xuân Trường, nhìn cảnh tượng người và xe cộ, ông hiểu ra cơ sự. Rất tình nhạy, ông vội điện báo cáo đồng chí giám đốc rồi chỉ đạo lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trinh sát ở nhà xử lý. Ông cũng vội cấp báo tin xấu với các thành viên ban chuyên án đang ở Đà Nẵng và yêu cầu cầm chân Harpot cùng số phun rô theo ông ta để bàn phương án vá lưới. Ngay sau đó, ông vội lên xe riêng, chỉ đạo tài xế chạy xe với vận tốc trên 100 km/h để kịp đến Đà Nẵng càng sớm càng tốt, ngay trong đêm. Việc bắt Harpot lúc này là hạ sách và không hề có trong kế hoạch, bởi chuyến đi của Put thì nhiều chỉ huy trung ương phun rô biết. Nhưng để Put hoặc một thành viên nào trong đoàn cùng đi với Put trở về rừng lúc này cũng là không ổn. 7 người phun rô tháo chạy sẽ có cách buộc số người này khai ra những gì họ đã tận mắt thấy ở Đà Nẵng. Và như vậy, Hội Caritas sẽ lập tức bị phun rô nghi ngờ. Để kế hoạch câu nhử vẫn có thể tiếp tục, chỉ có cách tạo một cuộc gặp gỡ, làm việc y như thật giữa đại diện của tổ chức Caritas và những người có thể tạm gọi là phái đoàn cấp cao của phun rô, mà Harpot luôn tự cầm chắc có tên mình trong số đó. Phải mất rất nhiều giờ bàn bạc trao đổi, cuối cùng thì các ông Yaduk, Le Moyen cũng chấp nhận diễn kịch với yêu cầu cao hơn. Đồng chí Hàn Thái, người vào vai tổng thư ký của Hội Caritas nhập vai khá đạt. Ông giả bộ đùng đùng nổi giận, bất bình về việc 7 tên phun rô chạy trốn sẽ gây nhiều khó khăn cho sự hợp tác của hai phía. Nghe vậy, nhóm Harpot tỏ ra rất giận Harpot đã âm mưu một lần nữa làm phản gây khó khăn cho phun rô, nên đề nghị phía chỉ huy phun rô cùng tìm phương án giải quyết. Quyết định truy bắt 6 tên phun rô chạy trốn cùng với Harpot được ông Yaduk ban ra. Theo đó, bọn Harpot chính là những kẻ âm mưu làm phản, mọi lời nói của họ không thể nghe theo. Các liên lạc viên của Harpot nhanh chóng nhận lệnh lên đường theo anh Ba Bình chuyển các quyết định này khắp các căn cứ phun rô. 7 tên phun rô kia cũng chẳng hiểu mình đã chạy thoát khỏi Hội Caritas, nghĩa là hội gì. Nhưng khi họ vừa bén mảng trở về thì bị bắt và đe dọa chờ Harpot về xử lý. Quá tức tối vì chẳng ai nghe, ai tin, lại bị xua đuổi, hết đường trú ẩn. Một số phun rô này đã bỏ rừng, bỏ hàng ngũ phun rô trở về với gia đình. Số còn lại liên lạc với các chim mồi của ta để đi gặp ông Yaduk tạ tội. Sau nhiều ngày tổ chức cho các ông, Yaduk Harpot đi chơi xứ biển Đà Nẵng để giúp họ lãng quên đi những ngày cực khổ ở rừng. Cuối cùng, ban chuyên án cũng cho ông Harpot biết Hội Caritas chính là công an. Thời điểm này, thông tin về số phun rô tìm đường xuất ngoại theo ông Yaduk đã lan rộng. Do không cùng cánh với ông Yaduk,
sợ bị mất quân. Ô Đức và số chỉ huy trung ương Phunro người ED lập tức liên lạc với số chỉ huy Phunro đang đóng quân ở bên kia biên giới, nại ra một cái lệnh của thủ tướng Phunro để có cớ trừng trị số Phunro người Cờ Ho. Từ trung ương Phunro liên tục có các chỉ thị chỉ đạo yêu cầu số Phunro có cấp bậc tá úy phải có mặt để họp và phải chịu trách nhiệm về việc để mất quân số. Mặt khác, Phunro tiến hành tổng động viên lôi kéo thanh niên vào rừng theo Phunro. Nếu ai không theo sẽ bị trừng trị. Do rất sợ những Phunro người ED nên những người theo Phunro thuộc các dân tộc khác như là Mạ, Mân-ông, Cơ Ho, Bana tỏ ra hoang mang cực độ. Một số Phunro cốt cán như Trung tá Cơ Ti, Thiếu tá, To Nét Tông vội vã tìm cách liên lạc với anh Bình, anh Phi và các thành viên của hội Caritas nhằm được đi theo ông Gia Đúc. Vào các ngày 14 tháng 1 và 11 tháng 12 năm 1980, ta tiếp tục đón thêm 2 chuyến nữa, nâng tổng cộng 98 Phunro trở về. Tất cả họ đều được giáo dục, làm công tác tư tưởng và đều tỏ ra phục thiện. Công an các tỉnh Trà Vinh, Đà Nẵng, Vũng Tàu giúp ta quản lý những người này chờ kết thúc chuyên án. Kế hoạch Phượng Hoàng, một âm mưu thâm độc. Trước đó, ngày 10 tháng 12 năm 1980, theo quy định, anh Ba Bình đến liên lạc với Trung úy Samon tại khu vực chân núi Voi. Samon dẫn anh Bình đến gặp một tên Phunro xưng là Thiếu tá. Vừa nhìn thấy hắn, anh Thạnh cũng phải dùng mình khi chạm phải cặp mắt sắc lẹm, dữ dằn và gian tà. Cạnh hắn có 4 tên lính cầm súng chĩa bốn phía. Vừa thấy anh Bình, tên thiếu tá này vội đứng dậy khỏi tảng đá hắn ngồi, rồi ra lệnh cho 4 tên lính vây quanh anh Thạnh. Hắn giữ một khoảng cách với anh, cười xã giao, rồi đưa cho một tên lính khác bản danh sách 19 tên Phunro xin đi trong tuyến giới, ra hiệu đưa cho anh Thạnh. Danh sách này gồm 4 Phunro cao cấp là các trung tá Lơ Mù Trông, Xin Be, Ê Nuôi Mờ Bột và thiếu tá Tu Nê Đen, tỉnh trưởng, tỉnh Phan Rang cùng một số Phunro cấp úy. Hắn nói rằng những người này đã có mặt trên núi Voi, rất mong được đi sớm. Ngày 20 tháng 12 năm 1980, số liên lạc của Phunro ở địa bàn xã Tân Hội Đức Trọng báo với anh Bình có một toán Phunro khác ở hướng này do Chagidin cầm đầu cũng muốn đi. Có 2 thiếu tá xin đi gặp Gia Đúc. Vẫn như mọi lần, anh Ba Bình chẳng hề tỏ ra nghi ngờ điều gì. Hay có nghi ngờ gì, anh cũng giấu kín trong lòng vì không muốn làm nhụt ý chí đồng đội. Mặt khác, anh cũng lo ngại rằng nếu không đón tiếp 2 chuyến này sẽ làm mất cơ hội. Nên khi ban lãnh đạo chuyên án hỏi đến, anh vẫn quyết định lên đường. Thế nhưng, anh đâu thể ngờ, tấm lòng anh hoàn toàn trong sáng và trái tim nhân hậu của anh chỉ nghĩ rằng những chuyến xe anh đi đón những người theo Phunro đã giúp kéo họ trở về với cuộc sống bình thường với gia đình, buôn làng của họ. Nhưng mà một số tên Phunro đã trở thành những kẻ ích kỷ, độc ác mất rồi. Bọn chúng đón anh bằng lưỡi hái tử thần mà anh chẳng hề cảnh giác, chẳng hề hay biết. Đúng 4 giờ ngày 23 tháng 12 năm 1980, các anh Lâm Văn Thạnh, Nguyễn Ngọc Diêu, Trần Hữu Phi và Nguyễn Tư Cho lên đường trên 2 chiếc ô tô quen thuộc để đi đón 2 toán Phunro như đã hẹn. Do cả 2 địa điểm cùng nằm trên đường quốc lộ 20 nên các anh cùng xuất phát và dự định đón toán Phunro tại điểm hẹn thuộc xã Định An, huyện Đức Trọng, đoạn mà đặt trạm thu phí trên đường cao tốc hiện nay. Sau đó sẽ cùng đến xã Tân Hội. Khi vừa tới, các anh đã nhìn thấy một vật cản trên đường của Phunro, nhận ra ám hiệu. Các anh nhá đèn pha 3 lần theo quy ước. Từ bụi cây ven đường, 2 tên Phunro bước ra và nói các anh chạy xe vào khoảng 50 mét. Các chỉ huy Phunro của chúng sợ việc đi bị lộ nên năn nỉ các anh rời điểm hẹn. Tuy nhiên, khi các anh chỉ đồng ý chạy một xe vào sâu hơn, còn một xe đứng ngoài đường đợi thì bọn Phunro không chịu. Chúng năn nỉ các anh cho 2 xe cùng vào tận nơi số Phunro đang ẩn nấp bởi việc ra đi của chúng sợ có kẻ khác theo dõi trả thù. Xe chạy được 50 mét, chúng lại xin thêm hơn 50 mét nữa. Trước tình huống này, cả 4 trinh sát đưa mắt hội ý và cùng chấp thuận. Xe vừa vào sâu trong cửa rừng, bất ngờ gần 20 tên Phunro lao vào khống chế, bẻ quạt tay các anh ra phía sau, rồi dùng 2 sợi dây dù trói các anh lại, đánh đập thỏa sức như để chút cơn tức tối. Gần chục tên lăm lăm súng ống dí vào người các anh, vừa chửi, vừa cười, man dở. Một tên ngăn lại nói, thôi đưa chúng về cho thiếu tá xử lý. Sợ dây trói không đủ chặt, chúng bứt dây mắc cỡ, tức là dây xấu hổ, quấn thêm mấy vòng cho các anh.
Cây mắc cỡ thì có gai mọc dày. Bàn tay thô ráp, chai sần của chúng bẻ cây dễ dàng. Nhưng mà khi chúng chớ các anh, hàng ngàn cái gai nhọn đâm vào tay và gãy trong đó khiến rớm máu, buốt đau. Nhưng mà cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất mà thay vào là những suy nghĩ, băn khoăn. Liệu đây có phải là cái trò đánh phủ đầu của bọn phun rô, như thỉnh thoảng chúng vẫn làm với các anh trong mấy chuyến trước để buộc các anh thấy sợ hãi mà khai ra. Các anh chính là công an đi bắt chúng. Thế nhưng các anh đâu biết đã bị lọt vào một cái bẫy mà chúng gọi là kế hoạch Phượng Hoàng. Anh hùng Lâm Văn Thạnh. Thời đó, khu vực này rất thưa thớt dân cư. Chỉ có vài ngôi nhà nằm lẩn khuất, lẫn trong những cánh rừng và vườn chuối. Hầu hết đều là nhà của đồng bào dân tộc thiểu số. Chiếc xe đi yểm trợ các anh giờ này có lẽ đang quần trên quốc lộ 20 ngóng tìm các anh và không hiểu nổi vì sao các anh lại để mất dấu. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, chiếc xe theo yểm trợ các anh sẽ không xuất hiện sớm vì sợ toán phun rô lởn vởn quanh đó nghi ngờ cảnh giác. Cứ ước chừng khi xe đón đoàn phun rô đã lăn bánh trên đường quốc lộ, thì đội đặc nhiệm bám theo cũng đủ an toàn. Thế nhưng, hôm nay gặp một tình huống mà các anh phải tự quyết định. Trời lạnh 10 độ, ai nấy da thịt tím bầm, mình sợn gai ốc. Cảm giác vừa căm giận vừa rét khiến hàm răng các anh run lên cầm cập, có anh bậm môi đến bật cả máu. Đây không phải là lần đầu tiên anh Thạnh bị tra tấn kiểu này. Trước đó, trong chuyến đầu tiên đón ông Gia Đúc, anh và anh Nguyễn Duy Hưng đã bị 6 tên phun rô đánh phủ đầu bằng những trận đòn bất ngờ, hiểm độc để dọn đường cho ông lớn của chúng. Rồi một lần khác, trong chuyến đón toán của ông Haput, 4 tên phun rô người Mơ Đông đã ám sát bộ đội, lấy đồ của các anh mặc, giả là chào đón anh Bình khi anh vừa vào đến điểm hẹn và hỏi anh có phải là công an đang làm nhiệm vụ không? Cần gì chúng sẽ hỗ trợ? Bằng con mắt nhà nghề nhận ra sự giả mạo này, anh Bình đã bằng mọi cách buộc chúng tin anh là người của một tổ chức phi chính phủ đang giúp đỡ phun rô. Chưa tin anh, bọn chúng đánh anh túi bụi cũng bằng báng súng, gậy và đá, nhưng anh vẫn tỏ rõ sự kiên cường. Bù lại thì nhiều chuyến đi, anh Thạnh thấy vui và hạnh phúc đến khó tả. Một số phun rô tỏ ra thân thiết và yêu mến anh. Có người khi nhận được cả bao bánh mì, thuốc lá và ở lại rừng vì chưa được số cấp trên cho đi, đã ôm anh khóc rưng rức, luôn miệng khen anh Bình tốt quá, nhớ xin cho em một suất đi với. Rồi những lần tay bắt mặt mừng với những lời chúc tụng bình an, may mắn sau mỗi chuyến đi xe anh đón phun rô và lại đưa chim mồi trở lại rừng, hay những lần anh đi bắt liên lạc. Mọi kỷ niệm vui buồn suốt hơn 4 tháng nay hiện lên trong anh. Anh nhớ tới người vợ hiền tuổi đời còn rất trẻ, vì làm cùng ngành nên chị hiểu công việc anh đang làm, chẳng hề ngăn cản. Anh mường tượng và hình dung căn phòng tập thể của chị với anh, những bữa cơm đạm bạc chỉ có một mình chị. Có lần, vào một buổi tối, anh trở về nhà, bắt gặp chị đang ngồi chống đũa, uể oải một mình bên mâm cơm, trên má chị giọt nước mắt lăn dài. Vừa thấy anh, chị ôm chầm lấy, miệng cười tươi như là đứa trẻ. Chị Nga lúc này đã có mang 3 tháng, anh từng nói với chị rằng là con gái hay con trai, anh cũng đều khuyến khích con theo ngành công an. Chị cãi lại, giọng hờn dỗi. Nếu là con trai mới cho đi công an, con gái thì cho học làm bác sĩ để biết cách chăm sóc cả vết thương lòng. Những khi chồng vì nhiệm vụ cứ bỏ đi hoài. Lúc đó anh thấy thương chị quá. Anh Diêu cũng ở hoàn cảnh y như anh Thạnh, nghĩa là 7 tháng nữa thôi, cả hai anh sẽ cùng đến chức bố. Nhưng chị Nhi có vẻ may mắn hơn vì gia đình chồng chị ở cách Đà Lạt 30 cây số, trong khi anh Thạnh và chị Nga đều ở cảnh xa quê. Anh Thạnh, anh Phi, anh Diêu đã cùng hẹn tối mai là Noel. Chuyến này, ban chuyên án chỉ đạo các anh đưa số phun rô về Đà Lạt. Giải quyết công việc trong hôm nay, ngày mai anh sẽ trở về làm cho vợ anh giàn đậu đũa, xới lại mảnh vườn để chị trồng mấy luống rau, sau đó mời anh Tư cho đến nhà dùng bữa cơm tối. Rồi sẽ cùng vợ chồng, chị Nhi, anh Diêu, anh chị Phi Loan và cả anh Tư cho đi chơi lễ Noel. Có lẽ nào lần này anh phải khất vợ và mãi mãi không bao giờ thực hiện được nữa. Một cú thúc vào bên hông của tên phun rô kè ngay bên cạnh làm anh Thạnh suýt ngã rúi xuống. Bọn chúng bịt mắt các anh, quần áo dài thì lột hết, chỉ còn độc chiếc quần đùi cộc nên các anh bị gai và cây rừng cứa vào da thịt tứa máu. Do bọn chúng đoán anh Thạnh giỏi võ nên trói chặt anh hơn và cắt cử đến 4 tên luôn kè sát, thỉnh thoảng lại đánh anh để anh mất sức. Đi khoảng gần một cây số, do bị đói lâu ngày, bọn chúng dừng lại,
chia nhau đồ ăn thức uống rồi nhai ngấu nghiến. Mấy tên canh gác anh Diêu thì hả hê nằm ngửa mặt nhìn trời, hú lên như vượn, coi bộ thỏa mãn lắm. Không ai bảo ai, trong đầu các anh Thạnh, Cho, Phi Diêu lúc này đều nghĩ rằng có cơ hội nào bỏ chạy được là chạy thôi. Chỉ cần thoát được, kêu lên sẽ có anh em trinh sát đang ém quân trong rừng ứng cứu. Nhận ra mình đang được lơi lỏng nhất, anh Diêu đưa mặt lên giật văng tấm vải che mặt rồi bất ngờ vụt bỏ chạy. Ba bốn tên phun rô lập tức đuổi theo. Một tên vác súng xả đạn về phía anh. Từ phía sau lưng anh, một viên đạn xé gió xuyên lồng ngực làm anh Diêu đổ gục xuống. Anh nằm đó, trái tim đã ngừng đập mà ánh mắt vẫn ánh lên niềm hy vọng. Có lẽ anh mong cho các đồng đội, đồng chí thân thiết của anh sẽ thoát khỏi vòng vây của những tên phun rô độc ác. Thấy anh đã chết, sợ hết đạn, chúng không làm gì thêm nữa mà bỏ đi đến chỗ các anh Phi, Cho, Thạnh, tên mặt chót lại gần từng tiếng một. Tụi mày nhìn đó, thằng nào còn dám bỏ chạy, tao sẽ bắn nát óc chứ không phải chỉ như thằng kia đâu. Rồi hắn lầm rầm chửi thằng đen gầy vừa bắn anh Diêu vì tội súng gì toàn đạn lép. Sau đó hắn hối thúc cả bọn lên đường kiểm tra lại dây chói các anh cho thật chặt. Rồi phần công mấy tên lính dùng nòng súng dí vào lưng các anh như dẫn giải tù binh. Anh Phi nhớ lại lúc đó tôi muốn đổ quỵ xuống vì uất ức, vì đau. Vẫn biết rằng ở vào giây phút mong manh giữa sự sống và cái chết như thế, mỗi người đều nghĩ cách để tìm con đường sống cho mình, cho đồng đội của mình. Diều đã hy vọng chạy thoát để đi báo anh em tới giải cứu chúng tôi, nhưng không ngờ bị bọn chúng ra tay quá độc ác. Nhưng nghĩ Diều nằm lại đó, cũng gần đường, gần xe, sớm muộn gì cũng được anh em tới đưa về, còn chúng tôi đinh ninh mình sẽ bỏ xác trên núi voi. Nếu có dịp đến thành phố Đà Lạt, quý khách có thể dừng lại ở trạm thu phí trên đường cao tốc và nhìn lên núi voi, quý vị sẽ thấy nó hùng vĩ đến nhường nào. Cùng với dãy Bidop, núi Bà, Lambian, nơi ông Gia Đúc từng trú ẩn, núi voi nổi tiếng là một trong những ngọn núi cao, hiểm trở, trùng trùng, lớp lớp những cánh rừng già nổi tiếng ở Tây Nguyên. Mặc dù việc đi và luồn rừng với các chiến sĩ công an tham gia đánh án phun rô không xa lạ gì, thế nhưng hôm nay các anh cũng thực sự cảm thấy kinh hãi vì kỷ lục vượt rừng của mình, đúng hơn là bị phun rô lôi đi. Bàn chân các anh nát bươm và bỏng rát. Bọn phun rô đang áp giải các anh cũng sợ bị lạc đường nên lúc nào bị mất phương hướng. Chúng lại thả con khỉ mặt đỏ đi trước và đi theo nó. Bọn chúng tính đưa các anh về một căn cứ do tên thiếu tá Kinnick cầm đầu. Chính tên này đã gặp anh Thạnh qua tên trung úy Samon và lừa anh bằng bản danh sách có bốn tên trung tá muốn xuất ngoại. Khoảng 16:30 cùng ngày, bọn chúng đưa các anh qua đỉnh núi Voi và tiếp đến đỉnh Hòn Bù, ở bên kia quả núi. Dường như đã thấm mệt, bọn chúng dừng lại ở đây để tra khảo các anh. Một vài tên lại gần, giật những tấm vải che mặt của ba anh. Xốc nách dồn các anh vào một góc, rồi dùng chân đá các anh đau điếng. Anh Thạnh bị chúng lấy dây dù trói cả hai chân lại. Nhất cử nhất động bọn chúng làm gì, cũng đều có vài tên đồng bọn dí súng vào đầu các anh và quát, nhúc nhích là tao bắn. Lúc này các anh mới nhìn kỹ tên mặt chót. Hắn chính là tên cầm đầu toán phun rô này. Đôi mắt hắn vằn lên từng tia máu đỏ, trông rất dữ tợn. Đoàn, tên mặt chót liệt khẩu súng, một con thú rừng gần giống sơn dương vừa chạy qua bị chúng đạn dãy chết. Nhưng bọn chúng không làm thịt ăn ngay mà dùng lưỡi lê mổ bụng, mòi hết nội tạng và đào một cái hố, chôn bộ lòng xuống. Tên mặt chót này cũng được gọi là thiếu tá. Hắn nói đại ý rằng không muốn chia công trạng bắt được tình báo cộng sản cho thiếu tá Kinnick nên dừng ở đây để tự xử lý. Hắn kêu đám lính đưa bao tải đựng quần áo của các anh lại gần và chọn lấy cho mình một bộ quần áo cùng một đôi giày vớ ấm và đẹp nhất. Số còn lại hắn ngồi liệt kê công tội của đám lính đi theo rồi thưởng cho đứa cái quần, đứa cái áo, đứa đôi vớ. Do buổi sáng trời lạnh, có anh mặc chồng lên 2-3 cái áo nên việc chia chắc của tên mặt chót coi như tạm ổn. Có vài tên chỉ nhận được đôi vớ đã cãi nhau chí chóe. Thấy thế, tên mặt chót giơ súng dọa bắn bỏ, khiến chúng im bặt. Những người hùng trước họng súng kẻ thù. Tên mặt chót Brenier với tay lấy chiếc bình đựng rượu mà đám lĩnh bày sẵn trước mặt, ngửa cổ nuốt ừng ực rồi tiến lại gần các anh. Nói mau, tụi mày có phải là công an Lâm Đồng không? Có phải là tình báo cộng sản không? Do có sự chuẩn bị trước, bởi các anh đã tin liệu rằng làm nhiệm vụ này sớm muộn gì cũng bị rơi vào tay đối phương.
nên các anh đều lựa câu trả lời để chúng tin các anh không phải là công an. Anh Thạnh nói rằng anh là Nguyễn Văn Bình, tức là Ba Bình, thành viên của hội Caritas. Anh Trần Hữu Phi có thể hội viên mang tên Trần Văn Hai, cũng nhất quyết khai mình là Trần Văn Hai. Còn anh Nguyễn Văn Cho thì nhận mình là lái xe thuê vì ham kiếm tiền, được anh Trần Văn Hai giới thiệu lái xe cho hội Caritas để giúp đỡ Phun Rô. Cái miệng tụi bay không lừa được tao đâu. Tụi bay đích thị là tình báo cộng sản nên mới không sợ chết. Hôm nay tao sẽ cho tụi bay được chết. Nói rồi tên mặt chuất dùng báng súng đánh các anh. Sau đó hắn kêu bọn lính xốc nách các anh dậy, lấy những mảnh vải che mặt các anh lại và xếp các anh đứng thành hàng. Âm mưu thủ tiêu của chúng đã rõ ràng. Rất nhanh mắt, các anh đã nhìn thấy phía trước là một cái vực sâu thăm thẳm. Có lẽ bọn chúng định vứt xác các anh nơi đây. Chạy đi các anh. Bất ngờ tiếng hô của anh Thạnh và bóng anh lộn nhào để tính lăn xuống vòng vực. Chỉ một giây chần chừ, cả anh Phi và anh Cho đều hiểu rằng phải chạy thoát khỏi nơi đây. Một loạt đạn bắn đuổi theo và cả vài tiếng đạn vang lên khô khốc phía các anh vừa chạy thoát. Anh Phi gục khóc bên bờ suối, phía sau kia anh Thạnh đã vĩnh viễn nằm lại. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi vì sao mình chạy thoát, không hề bị mảnh đạn nào găm vào người. Bọn chúng đeo 4-5 khẩu súng nhưng chắc là súng không đủ đạn. Lúc đó anh em chỉ nghĩ rằng theo phản xạ cứ chạy khỏi cái chết hiển hiện trước mắt, còn chết thế nào là một chuyện khác. Nghe súng nổ, tôi cứ ngỡ súng bắn trúng mình. Lúc ấy thì toàn thân tê dại, chẳng thể nhận biết nổi điều gì nữa. Tôi khóc, gọi cả anh Tinh Tư Cho vì nghĩ anh cũng trúng đạn. Anh Tư Cho thì nghĩ chỉ mình anh may mắn sống sót. Sau này, anh Tư Cho đã nói với tôi như vậy. Anh Phi bùi ngùi hồi tưởng lại những giây phút kinh hoàng. Khoảng 11 giờ đêm đó, anh Phi lần theo hướng hồ Tuyền Lâm, men theo triển dốc núi Voi rồi đến đồi pháo binh và tìm được đến trạm gác của phòng cảnh vệ công an Lâm Đồng. Anh được đưa về trạm xá công an tỉnh để điều trị những vết thương trên thân thể. Kinh khủng nhất là bàn chân anh bị dẫm vào cỏ tranh muốn rách nát. Trùng hợp thay, dù không giành đường trên Tây Nguyên, nhưng anh Tư Cho cũng tìm được đường xuống núi. Lần mò sao anh cũng về được đúng trạm gác của phòng cảnh vệ công an Lâm Đồng, rồi được đưa vào trạm xá của ngành như anh Phi. Lặng tìm đồng đội. Dù những vết thương trên người đau nhức, nhưng cả hai anh vẫn nhất quyết đến nhà tang lễ để nhìn anh Diêu lần cuối. Một trung đoàn cảnh vệ do thiếu tá Trung Sơn, phó trưởng phòng dẫn đầu theo hướng các anh Phi và Tư Cho vẽ lại, đã lên đường đến đỉnh Hòn Bù tìm xác anh Lâm Văn Thạnh. Thế nhưng, suốt cả đêm trường và mãi hết đến một ngày hôm sau, các anh cũng không tìm ra chỗ bọn chúng đã tra khảo và giết hại anh Lâm Văn Thạnh bởi dãy núi quá rộng lớn. Cuối cùng, các anh quyết định chờ thêm 2 ngày để bộ lòng con thú rừng mà bọn chúng chôn ở nơi tra khảo các anh đến thời kỳ phân hủy bốc mùi lên mới có thể tìm được đến. Đúng như nhận định của các anh, ngày 25 tháng 12 năm 1980, một trung đoàn cảnh vệ công an Lâm Đồng sau gần một ngày vượt qua nhiều dãy núi, lần theo những vỏ hộp, bịch xốp, rác thức ăn mà bọn Phun Rô lấy trên xe của nhóm anh Thạnh, đã tìm đến đỉnh Hòn Bù, khu vực chúng sát hại anh Thạnh. Mùi đặc trưng của bộ lòng động vật đang thời kỳ phân hủy đã giúp các anh khoanh vùng và dễ dàng tìm được xác anh Thạnh. Sau khi bắn anh Thạnh, có lẽ vì kiêng kỵ, bọn chúng giấu xác anh vào một hốc cây và úp mặt anh lại. Anh Thạnh được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt trong nỗi tiếc thương vô hạn của bao người. Mãi mãi anh không bao giờ còn được thấy vợ và con gái của mình nữa. Thế nhưng, trong trái tim của mọi người, anh Lâm Văn Thạnh và anh Nguyễn Ngọc Diêu mãi là tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, sự hy sinh cao cả. Ngày 23 tháng 12 năm 1982, Liệt sĩ Lâm Văn Thạnh được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trở lại với anh Nguyễn Ngọc Diêu, buổi sáng định mệnh đó, ông Tư Vũ cùng với ban chuyên án có cuộc họp đột xuất với Cục An ninh Tây Nguyên về tình hình Phun Rô đang tìm cách kéo thanh niên ra khỏi rừng. Mặt khác, chúng đang tìm mọi cách chống phá ta dữ dội. Đồng chí Vũ Linh vì thế đã không đi theo xe như thường lệ. Theo tính toán của ông, việc đi đón hai toán Phun Rô này xuất phát từ 4 giờ sáng. Ta sẽ khống chế và bắt giữ họ tại một điểm sau 2 tiếng đồng hồ, rồi theo đường quốc lộ 11B trở về Đà Lạt. Như vậy, chậm nhất là 9 giờ đoàn đã về rồi. Thế nhưng, ông Tư Vũ chờ mãi vẫn không thấy các anh đâu. Bằng linh cảm, nghề nghiệp, đại tá Vũ Linh điếng hồn khi nghĩ rằng có thể các anh đã bị lộ và bị lọt vào bẫy của những tên Phun Rô ngoan cố. Dưới sự chỉ đạo của Phó Giám đốc Tư Vũ, lực lượng công an phong tỏa toàn bộ khu vực điểm hẹn đầu tiên đón Phun Rô.
Sau khi đi qua khỏi rừng cây rậm rạp bên đường, các anh đã nhìn thấy hai chiếc ô tô vẫn còn nháy đèn pha mà không thấy bóng người. Các anh vội tỏa đi tìm và phát hiện xác anh Diêu. Mọi người lại chia nhau đi các ngả với hy vọng sẽ cứu được các anh còn lại. Nhưng những cánh rừng trong núi voi dày rậm rịt, cuộc tìm kiếm coi như vô vọng. Anh Diêu được đưa về Đà Lạt khi trời đã ngả về chiều. Bởi một số người già trong làng, người đồng bào dân tộc thiểu số gần đó nghe tin, đã tìm đến xin làm lễ cúng anh theo đúng phong tục của làng dành cho những người con của núi rừng. Đây có lẽ là những lần hiếm hoi trong cuộc đời ông Tư Vũ Khóc. Mẻ lưới cuối cùng. Sau trận hy sinh của hai anh Lâm Văn Thạnh, Nguyễn Ngọc Diêu, ban chuyên án phải xét lại mọi diễn biến của Phun Rô và phát hiện chính ba đối tượng Phun Rô bị ta bắt về trong các chuyến trước đó đã viết thư vào một chiếc thắt lưng với nội dung đây là tổ chức tình báo cộng sản, rồi gửi về rừng qua liên lạc của Phun Rô. Toán Phun Rô thứ hai mà ta không kịp đón ngày 23 tháng 12 năm 1980 tại xã Tân Hội Đức Trọng vẫn tìm cách liên lạc với anh Phi và anh Ba Bình tha thiết chờ được đi xuất ngoại. Nhận định của ban chuyên án là toán Phun Rô này không đồng loại với toán Phun Rô 1 toán đã bắt anh em của ta và quyết định tìm cách kéo toán này. Anh Trần Hữu Phi tìm gặp đại tá Vũ Linh xin được thay anh Lâm Văn Thạnh làm tròn nhiệm vụ. Trước đó, sáng 23 tháng 12 năm 1980, như quy định, toán Phun Rô thứ hai do Chagidin cầm đầu đến điểm hẹn chờ các anh đến đón. Họ chờ đến 8 giờ không thấy, đành rút sâu vào rừng và nghe ngóng tình hình. Ngay tối hôm đó, bốn tên Phun Rô từ núi Voi xuống gặp toán hai này, ra lệnh cấm không được xuất ngoại theo con đường của ông Gia Đúc. Nếu tiếp tục đi thì sẽ mắc mưu cộng sản, ai không nghe thì sẽ bị bắn bỏ. Mặt khác, chúng khẳng định đã giết chết anh Bình và lái xe Hoàng, tức là anh Nguyễn Ngọc Diêu. Hai anh Trần Văn Hai và Tư Cho chạy thoát. Trong khi chúng đến thì có mặt hai liên lạc chim mồi của ta và định bắn hai người này vì tội lôi kéo Phun Rô. Nhưng toán Phun Rô ở đây đã xin cho họ. Trước lời đe dọa của toán Phun Rô ED tại căn cứ Núi Voi, toán Phun Rô 2 vốn tin tưởng anh Bình giờ tỏ ra hoang mang, không biết đâu là sự thật. Do từng liên lạc qua thư với anh Bình và biết rõ nét chữ của anh, Chagidin viết thư gửi anh Bình. Ban chuyên án đã cử người giả nét chữ anh Thạnh hồi âm thư cho rằng anh Bình hiện đang ở Vũng Tàu làm phiên dịch viên cho Tổng thư ký Caritas. Có thể anh Phi sẽ đón. Anh Bình rất mong gặp lại. Chagidin cùng lời hứa sẽ đem lại cho Chagidin và những người anh em một cuộc sống tốt đẹp. Để củng cố thêm niềm tin với nhóm của Chagidin, ông Giải Đức cũng viết thư kêu gọi Chagidin hãy tin tưởng đưa anh em theo ông. Ông sẽ đảm bảo tính mạng và số phận của họ. Anh Phi quyết định một lần nữa làm cảm tử quân để thực hiện cơ hội hiếm có mà ban chuyên án và đồng đội, đồng chí của anh đã vất vả tạo lập. Và cũng vì lời hứa với anh Thạnh, nếu một trong hai người ai hy sinh trước, người kia sẽ làm nốt nhiệm vụ của người ngã xuống. Nhóm của Chagidin rời địa điểm giáp huyện Di Linh và hẹn ngày 13 tháng 1 năm 1981 cho xe đón họ. Đúng hẹn, anh Phi ngồi ghế thay anh Lâm Văn Thạnh, anh Nguyễn Bảo Toàn lái xe. Một tổ công tác bảo vệ được bố trí trên một chiếc xe khác. Toán của ông Chagidin cử một đối tượng đến điểm hẹn đón hai anh Phi Toàn, rồi xin các anh cho ô tô vào sâu thêm khoảng một cây số. Anh Phi thoáng rùng mình khi nghĩ đến lần bị phục kích ngày 23 tháng 12 trước đó, nhưng không muốn để lỡ mất cơ hội. Anh thương lượng và hai bên cùng đến một điểm vừa đủ để giữ an toàn. May mắn đã không xảy ra sự cố nào đáng tiếc. Kết quả, ta đón thêm được 8 người, trong đó có 3 đại úy Phun Rô. Đến đây, ban chuyên án quyết định chấm dứt phương thức câu nhử vì không còn điều kiện cho phép. Ta chuyển sang kế hoạch tấn công bằng biện pháp khác vào hàng ngũ Phun Rô. Mặt khác, đưa số người từng theo Phun Rô nay trở về, sẵn sàng hợp tác với ta viết thư kêu gọi Phun Rô về hàng. Lần lượt sau đó, các ông Rơ Ông Đông, Tam Bu Sun, thiếu tá, phó tư lệnh vùng 4 Phun Rô, Kara Jan Hia Xuyên, trung tá tư lệnh quân khu 4, Ca Diệp, tự là Hà Búp Bê, tư lệnh phó biệt khu thủ đô Trung ương Phun Rô, Cờ Vành, trung tá, chỉ huy vùng Đồng Ròn, Tu Nè Đen, thiếu tá, tỉnh trưởng tỉnh Phan Rang, đã đưa gần 200 bạn bè chiến hữu cùng gia đình đầu hàng ta trở về với buôn làng. Hàng trăm Phun Rô tại nhiều căn cứ khác đóng chân trên đất Lâm Đồng sau những ngày luồn rừng sang bên kia biên giới bị bỏ rơi, đói khát, cũng quay về đầu hàng. Họ đều được đối xử tử tế, được đưa về với gia đình, buôn làng
được cấp đất, làm nhà ở và phụ cấp lương thực. Cuộc sống của họ sau đó rất khâm khá, như là ông Hà Búp Bê, hiện ở thôn Đa Me, xã thôn Hạ Đức Trọng, mỗi năm thu vài trăm triệu từ cà phê. Ông ta buôn xuôn làm công an xã Ninh Gia Đức Trọng, ông Rông Đông ở thôn 4, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, nổi tiếng là già làng uy tín, gương mẫu làm kinh tế giỏi. Ông cũng là chủ căn nhà xây đầu tiên hoành tráng nhất của thôn vào năm 1993. Năm 2003, ông còn được vinh dự được cố thủ tướng Võ Văn Kiệt ghé thăm nhà. Năm 2004, gia đình ông nhận được một hộp quà cùng tấm ảnh Bác Hồ của nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi tặng. Xin trích lại một đoạn trong thư kêu gọi của các ông Tam Bun Sun và Kra Jan Hasien viết ngày 14 tháng 7 năm 1987. Vì nghe theo âm mưu thâm độc của đế quốc và bọn cầm đầu Phun Rô, anh em ta đã sống trong rừng sâu, nước độc dày đây may đó, chẳng có ích gì cho chúng ta và dân tộc. Ngoài hậu quả đói rách, chết chóc đau thương, bao nhiêu anh em ta đã chết cùng với đại tá M1, tổng tham mưu phó, những cái chết vô nghĩa. Và từ năm 1977 đến 1987, thực hiện nghị quyết của các kỳ hội nghị công an toàn quốc, các kế hoạch của Bộ Nội vụ, Cục Nghiệp vụ, Công an địa phương đã thực hiện nhiều chuyên án giải quyết vấn đề Phun Rô, khoảng 55 chuyên án, thu được thắng lợi lớn. Một số chuyên án lớn qua đấu tranh đã giúp cơ quan an ninh đánh giá hiểu rõ hơn nội tình của Phun Rô, tạo những bước ngoặt trong quá trình đấu tranh giải quyết vấn đề Phun Rô ở địa phương và trên toàn Tây Nguyên. Qua thực tiễn đấu tranh và qua lịch sử, có thể khẳng định rằng đấu tranh chống Phun Rô là một phần trong cuộc đấu tranh chống các thế lực phản động khác. Đó là vấn đề lâu dài, là vấn đề chính trị gắn với dân tộc, văn hóa, kinh tế. Vì thế, nhiều chủ trương chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được chú trọng, quan tâm đặc biệt, nhằm từng bước nâng cao dân trí, ổn định đời sống kinh tế, văn hóa của bà con dân tộc thiểu số. Nhiều bậc trí thức là người dân tộc thiểu số trở thành những hình mẫu, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, về ý thức chính trị để dạy dỗ, dìu dắt thế hệ trẻ. Lực lượng kế thừa ngày càng uy tín nhờ được trang bị học vấn, kiến thức. Và càng để khẳng định rằng nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.